rất cặn kẽ. Chính thương anh nên em ban với mẹ, phải ngăn anh không đi chuyến ngược đường. Giận thì giận mà thương thì thương, giận thì giận mà thương thì thương. Anh sai đường thì em không chịu nổi, anh yêu ơi xin đừng có giận vội. Mà trước tiên anh phải tự trả. Quý vị đến với Xuân Phát Tài Chiến. Xin được cảm ơn các nghệ sĩ để mang đến cho chúng ta một không khí rất là tưng bừng mở màn cho Xuân Phát Tài Chiến ngày hôm nay với bản remix Giận Mà Thương. Thưa quý vị, xin nhận thêm một tràng pháo tay thật lớn cho vũ đoàn Comment ạ. Còn bây giờ thì cho phép tôi và Jennifer Phạm, cô gái xinh đẹp chúng ta, quay trở về chỗ vị trí quen thuộc của mình nhé. Vừa rồi thì chúng ta đã được xem một tiết mục được remix lại cái bài dân ca ví dặm của chúng ta, Giận Mà Thương. Và Giận Mà Thương cũng chính là chủ đề của Xuân Phát Tài Chín. Chúng tôi chọn cái này làm chủ đề của năm nay để nhằm cảm ơn tất cả quý vị trong suốt 9 năm vừa rồi đã không giận mà thương Xuân Phát Tài. Cảm ơn thật nhiều.
Vâng, và bằng chứng đó chính là năm nào Xuân Phát Tài đến thì quý vị cũng đã thương yêu và đến với chúng tôi rất là đông cùng với các nghệ sĩ. Một lần nữa gửi lời cảm ơn không chỉ đến quý vị khán giả đã luôn yêu thương chúng tôi, mà cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến nhà tài trợ Bill Asamin đã luôn đồng hành cùng với Xuân Phát Tài trong những năm vừa qua. Người ta hay nói rằng là nhân vô thập toàn. Không chỉ có nhân vô thập toàn đâu, thưa quý vị, ở trên thế giới này không có bất cứ một cái gì là hoàn hảo hết. Và chính vì thế chúng tôi nghĩ là Xuân Phát Tài cũng vậy, chưa hoàn hảo, còn nhiều điều quý vị chưa cảm thấy hài lòng. Và đó là điều mà thôi thúc tất cả những người làm Xuân Phát Tài sẽ phải cố gắng hết mình để làm sao cho bớt đi cái sự không hài lòng của quý vị khán giả. Còn ngay bây giờ thì trên sân khấu của Xuân Phát Tài 9 sẽ là sự xuất hiện của một cô ca sĩ. Cô ca sĩ này ấy, mỗi khi tôi nghĩ tới thì hoàn toàn chỉ với một tình cảm yêu thương mà không có bất kỳ một sự hờn giận nào cả. Chúng tôi xin mời quý vị hãy thưởng thức ca khúc Đừng Hỏi Em qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Tâm. Giấc mơ tàn màu, đừng hỏi em vì sao ngày đôi ta bắt đầu, một chiếc hôn nồng sâu đã đưa ta về đâu. Mình đã yêu nhau thật lâu, mình hứa với nhau những em vẫn không thể quên lá thư nằm trên gối, dòng viết yêu thương từ anh là những xót xa trong em. Anh nỡ đi thật xa để em lại ngủ yên. Hỏi em giờ sao, giờ em như thế nào, đừng cố va vào nhau nỗi đau ngày nào. Đừng trách em vì sao lặng im trong nỗi sầu, mình có vui gì đâu nếu ta không còn nhau. Giờ chúng ta cũng xa nhau, em vẫn không thể tin lúc em đọc thư ấy, dòng viết yêu thương từ anh là những xót xa trong em. Anh nỡ đi thật xa để em lại ngồi yên. Đừng trách em vì sao
mình có vui gì đâu nếu ta không còn nhau. Đừng hỏi em vì sao, hãy hỏi anh làm sao nếu có quay về. Đến lúc nào anh lại xa. Cảm ơn ca sĩ Mỹ Tâm thật nhiều. Nào thưa quý vị, mỗi một lần gặp cô ca sĩ này thì bao nhiêu câu hỏi tôi muốn hỏi cô ấy, nhưng mà cô lại mở đầu bằng cái bài hát là Đừng Hỏi Em. Đâm ra tôi lại ngại không dám hỏi nữa. Nhưng mà muốn chia sẻ với quý vị một thông tin thế này, thì không hỏi thì cũng phải chia sẻ với quý vị một thông tin sau. Cái bài hát vừa rồi mà quý vị vừa nghe, Đừng Hỏi Em ấy, đấy chính là sáng tác của Mỹ Tâm và do nhạc sĩ Khắc Hưng phối khí. Vâng, Jennifer tin chắc rằng anh Sam đây có rất là nhiều những câu hỏi cho chị Mỹ Tâm, nhưng đang để dành, để vì ngay sau đây chúng ta sẽ còn tiếp tục thưởng thức giọng hát của nữ ca sĩ Mỹ Tâm qua phần mashup với hai ca khúc Tình Em Ngọn Nến, nhạc hoa lời Việt của nhạc sĩ Khúc Lan, và Tình Lỡ Cách Xa, nhạc hoa lời Việt của Trung Nghĩa. Xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức sau đây. Buổi sáng hôm ấy tình đã êm ái đến trong con tim ấm lòng. Kỷ niệm xưa cũ mộng lòng muôn thuở trong xanh như niềm ước mơ. Thành phố hôm đó và những cơn gió mãi lênh đênh như chuyến đò. Dòng nhạc êm ái, nụ cười tê tái đã trôi theo những cơn mộng say. Love.
đây xa cách thôi, tình ơi đừng đến, con tim em yêu hãy cho em mơ hoài. Một tiếng yêu. Xin cảm ơn ca sĩ Mỹ Tâm và cảm ơn vũ đoàn. Cho dù là cô hát ra đừng hỏi em, nhưng mà tôi cũng vẫn cứ phải có một cái điều gì đó. Vấn đề là không phải là tò mò hay là gì mà muốn cô chia sẻ cùng với tất cả quý vị khán giả. Bởi vì cô này ấy là cô có nhiều cái mới lắm. Mỗi một lần xuất hiện là có những cái câu chuyện mới. Bạn thân mến, tôi sẽ không hỏi những cái câu hỏi mà tôi biết là bạn sẽ trả lời như thế nào. Tôi sẽ chỉ có một cái điều mà tôi cứ thắc mắc từ xưa đến giờ là không hiểu cái cô này, cô ấy giận ai mà cho tới giờ cô chưa thương ai. Em có mà. Có thương rồi? Vâng. Mới? Không mới lắm. Không mới lắm? Vâng. Gọi là không mới, không cũ. Thật ra thì tình cảm cũng khó nói lắm. Nên là đối với em thì giống như là ngày hôm qua cũng như hôm nay. Ngày nào cũng như là mới. Cho nên mới chọn cái bài về ngọn nến cô đơn. Cái ngọn nến của Phương Thảo Ngọc Lễ, Mỹ Tâm có biết không? Phương Thảo Ngọc Lễ cũng tầm cái tuổi của Mỹ Tâm ấy, thì cũng đã có một cái tác phẩm rất hay là Ba Ngọn Nến. Ba Ngọn Nến lung linh ấy. Dạ. Mà cha là một nến, mẹ một nến và con một nến, còn mình thì chỉ có một nến, vẫn cứ một nến. Không sao cả, kiểu gì thì mình cũng sẽ có 3 nến, 4 nến, thậm chí 5, 6 nến, không quan trọng. Nhưng mà vừa rồi tôi quan sát và thấy rằng là lần này Mỹ Tâm đem đến với chúng tôi ấy, là hai cái nhạc phẩm đều là của nước ngoài, nhạc Hoa. Dạ. Và lời Việt. Vâng. Hay là vì hát cho một anh chàng người Hoa nào đấy? Thật ra thì đây là một hai ca khúc mà đánh dấu những ngày đầu tiên mà Mỹ Tâm bước vào nghề. Tưởng là ngày đầu tiên thì là tóc nâu môi trầm chứ. Dạ, ngày đầu tiên thật ra là Tình Em Ngọn Nến. À. Và cũng là lần đầu tiên mà mình biểu diễn và mình được một cái giải nước ngoài là cũng ở cũng Bắc Tình Kinh. Em Ngọn Nến. Hoặc bài khác, nhưng mà là cũng có những cái ngày đầu cũng liên quan, những cái ca khúc cũng như là những cái sự kiện nó xảy ra như vậy. Và hôm nay chương trình đặc biệt này thì chương trình nhắc lại những cái kỷ niệm xưa, và Tâm đã lấy lại hai cái ca khúc mà trong những ca khúc đầu tiên trong sự nghiệp của mình để biểu diễn trong chương trình đặc biệt hôm nay. Vậy thì tôi đã hiểu rồi. Vâng, chứ vâng. Cũng lúc đó em cũng... Chứ không phải là vì một người Hoa nào đó mà mình hát hai cái bài nhạc Hoa. Người ta đang đồn em quen người Hàn mà tự nhiên nhắc người Hoa chi. Thế còn bây giờ thì chúng ta chuẩn bị bước sang một năm mới rồi. Theo truyền thống thì Mỹ Tâm muốn gửi lời chúc tới tất cả quý vị khán giả của Xuân Phát Tài những cái điều tốt đẹp nhất gì? Dạ, thật ra thì... mỗi năm là Mỹ Tâm cũng có được vinh hạnh để tham gia chương trình Xuân Phát Tài, cũng được nhiều năm rồi. Và cũng nhờ chương trình này nên mới được gặp chú Sâm một năm một lần. Anh Sâm, em xin lỗi. Đây anh, là lần anh thứ hai. Chú Sâm. Mỗi năm một lần, và nếu mà không làm thì một năm rồi anh em mình mới gặp nhau lại, phải không anh Sâm hả? Đúng rồi. Đúng không ạ? Đúng rồi. Thì mới đây là Xuân 12 con giáp là cũng mấy ngày, coi như là có gần một năm đấy. Đúng rồi. Nên là Tâm rất là cảm ơn chương trình, và Tâm cũng xin là cảm ơn rất 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 nhiều đến tất cả khán giả đã dành thời gian để tham gia trong chương trình hôm nay. Và Tâm cũng xin được kính chúc đến tất cả quý vị và các bạn có một năm mới thật là an khang, thịnh vượng, một năm mới có nhiều niềm vui, hạnh phúc. Và tại lúc nãy vừa qua đây em chưa kịp cảm ơn ban nhạc và nhóm bè đã giúp đỡ Mỹ Tâm trong hai ca khúc vừa rồi. Chúng ta cảm ơn ca sĩ Mỹ Tâm đã đến với Xuân Phát Tài, và cô là một vị khách mời luôn luôn nhiệt tình với Xuân Phát Tài, và chúng tôi cảm ơn Mỹ Tâm nhân dịp là chúng ta làm lần thứ 9 Xuân Phát Tài. Còn bây giờ thì chúng tôi muốn mời Mỹ Tâm cùng với quý vị khán giả sẽ theo dõi một cái vở, một cái tiểu phẩm mà tôi nghĩ rằng nó sẽ đem đến cho Mỹ Tâm cũng như tất cả quý vị khán giả như ai đang theo dõi ở đây những cái suy ngẫm nhất định, và made in 100% ở Việt Nam chứ không phải là nhà Hoa. Vâng, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị trên sân khấu của Xuân Phát Tài 9, nhóm hài Xuân Hinh, Hồng Vân,
Thanh Thanh Hiền và Trung Ruồi qua tiểu phẩm Nội ơi, xin mời. Ngày xưa em như chim sáo sống vô tư mong mới. Ngày xưa em đi ra phố hàng tá các cô theo bước những chiều. Ngày nay em vô dưỡng lão vẫn vô tư vẫn nhiều cuộc đời. Ngày nay em không ra phố mà chỉ sớm hôm quần quanh trong này. Vô đây thấy mình khoe ra tuần tập gym hai lần, đấy là em bịa ra thôi. Tấm thân nhỏ bé xin kính chào tất cả các bác ạ. Dạ xin thưa với các bác thế này, bây giờ nó có nhiều dòng nhạc, nhạc vàng, nhạc đỏ, nhạc nhẹ, nhạc hát về bướm, về hoa. Nhưng riêng em là cứ thịnh cái dòng nhạc chim. Em cứ hát về chim nhưng mà em lại họ Bùi. Không biết là Bùi gì nhỉ? Quên mẹ rồi, các bác biết em Bùi gì không? Ai bảo Bùi Hinh đây? Đứa nào này còn bị Hinh? Thế đúng rồi. Các bác biết Hinh năm nay bao tuổi không nhỉ? Hả? 61 á? 61 thì trẻ quá. Đứa nào mà 82 á? 82 già quá. Em chưa 18. Cũng không được. Sai biết, sai hết rồi. Đến tuổi của em còn không nhớ nữa là các bác. Đầu này lẫn lắm, đừng có cười các cháu. Trẻ đừng có cười nhá. Ai rồi cũng đến cái tuổi già, nó cũng thế thôi. Nó cũng lẫn thế thôi, chứ đừng có cười trước. Thế thì em xin các cháu bảo tôi cho vào trong này, gọi là nhà, coi như là cái nhà này là nhà trông người già. Thì vào thì thấy vui. Coi như vậy là hiện nay là có hai con mẹ. Nó cũng ở cạnh phòng. Một con 71, mới lại một con coi như vậy tình hình là 69. Đấy, một con tên là Vân. Vân mây nhẹ nhàng bay bay. Nhưng mà hóa ra là mẹ nó chạy thình thịch đi các bác ạ. Mẹ như xe tăng ấy. Béo lắm mà nhìn buồn nôn. Còn một em tên là em Hiền. Em Hiền thì người thì nôn. Mà hay dỗi lắm. Thế bây giờ thôi thì xin phép các bác là gọi nó ra, mà có nó ra ăn ủi đi. Gọi cái giống này nhá, gọi không được không ra. Cứ phải cho ăn cái gì mới ra. Nó chết phải ăn thì sao này. Hiền ơi, Vân ơi. Ra đây rồi. Bò đây, ra thịt bò đây, bò cũng về đây. Rồi, em ra Vân đây. Vân ơi, Hiền ơi. Đấy, ôi trời ơi, đấy. Đấy, các bác nhìn chưa? Quá voi vật chưa? Ôi trời ơi, chào. Chào cả nhà mình. Chào cả nhà mình. Ôi, em chào anh Hinh. Hả? Đây. Anh đây. Đây, đây năm hết Tết đến đây này. Ít nhất phải có cái hoa, cái đào, cái mai vào cho anh. Thế đào đâu, chưa có đào đâu. Đào con Hiền nó cầm. Thế à? Con Hiền nó cầm. Thế bò đây hả? Bò đây, gian thịt bò à? Thì biết rồi, nhưng mà... Có 2 cân, tao ăn có 5 lạng đây, còn cân dưới đây. Sao lại xưng tao thế, yêu đương nhau mà lại tao với mày. Mày đúng là cái thằng không có văn hóa. Ra đây em bảo. Thế hôm nay là mình ăn bò cu bê hả? Bò cu bê. Thế sao lại cái loài chủng bò gì mà nó nạ nùng thế? Bò là bò mà bê là bê. Mà lại bò cu bê. Thế thì anh mời chúng em ăn bò hay là ăn cu bê? Nó phải rõ ràng ra. Thì tùy em rồi, em thích ăn cu bê thì em ăn, mà em ăn bò thì em ăn, cái đấy tùy em. Thế cái Hiền đâu? Cái Hiền em đâu? Không biết, Hiền. Ô,
anh thấy nó ra đây chưa? Chưa. Ồ, thế sao tưởng nó ra rồi? Không có thấy đâu. Ồ, hay. Thế nó ngủ với em mà. Thì đúng rồi, thế nó chưa ra đây hả? Ừ. Thế để đi vào tìm nó chứ. Ăn thì phải ăn cả ba người nó mới, ừ, nó mới vui nhỉ. Ừ, ăn một mình đau tức, làm một mình cuộc thân. Vào gọi nó ra ăn đi. Ờ, vào gọi nó. Cứ ăn mãi, ăn chán quá, ăn hết. Có nửa cân mà chán quá. Ơi, em khỏe không? Chị à? Ừ, chị đấy. Chị đi vào tìm cái con chị ấy. Chị khỏe không? Chị khỏe, để chị đi vào tìm con ấy cái. Vâng, vâng. Em chào các bác. Thế em ra đấy à? Ừ. Anh Hinh. Ừ. Chờ em lâu chưa? Chờ lâu rồi, chờ hơn tiếng rồi. Ui giời, thế ừ, à? Ừ. Khổ. Ừ. Em lại phải đi tìm bà Vân. Ừ. Thế bà Vân, bà ra chưa? Bà chưa. Ôi, chưa ra. Chưa ra. Chưa thấy bà ra. Ừ. Ôi, thế bà đi đâu nhỉ? Bố ai mà biết được nó đi đâu. Khổ cái phòng bé tí bé teo. Có mỗi hai chị em mà kẻ ra người vào không tìm thấy nhau. Ừ. Lạ thật đấy. Thì tưởng nó ngủ với em mà. Thì ngủ với nhau đây. Thế mà đến sáng này không thấy bà đâu. Ừ. Để em vào. Ừ. Em vào em tìm bà Vân. Ừ, bà Vân. Quá. Ừ. Chờ tí nhá. Ừ, chờ tí thôi. Ừ. Nhanh đi ra, nó nguội hết. Ôi, rồi. Rồi. Thôi chết rồi. Ôi rồi. Chị à. Ừ, em thôi, chị thôi, đang thôi, em đang bận. Em tìm bà ấy cái nhá. Đây. Ừ. Ông Hinh ơi. Ông Hinh ơi, không thấy con Hiền. Hả? Không thấy con Hiền đâu cả. À thế à? Ôi thích nó đi đâu nhỉ? Hay là nó chết rồi? Ôi tôi chết rồi, cho nó chết hả? Sao ông sao lại biết nó chết? Thì vừa thấy nó qua hai cái cáng, vừa cáng qua xong mà cứ ngáp nè. Sáng hôm qua có phải không? Ừ, đâu. Đấy, tôi đã dặn con Hiền rồi. Ừ. Tối hôm qua hai chị em ngủ tâm sự bảo mày cẩn thận, đừng ừ, có đi theo cái cáng ấy nhá. Ừ. Thế mà nó lại đi mà nó lại không nói với tôi. Ừ. Thế nó chết rồi hả? Ừ. Sao chết nhanh thế nhỉ? Bố thì thấy cáng quá chứ biết được không? Thì đi vào đi. Thôi ta vào ta tìm thêm lại lần nữa nhá. Ừ, ừ thế tìm thêm thân đâu quá rồi. Sao lại không chết lầm, nhanh lầm ra rầm rớ mà. Hiền quá. Ơi. Ôi trời đất ơi. Ôi trời. Ừ. Em chị. Thôi em tao đang đội lắm đấy. Đừng có hỏi tao nữa. Ông. Anh ơi. Anh ơi. Này. Ừ. Không thấy bà Vân. Không thấy bà Vân. Ôi thì là thế nào? Hay là con Vân nó chết rồi? Ôi trời ơi. Sao chết nhanh thế? Hả? Sao lại chết được? Thì hôm qua lại thấy có một người khiêng đi xong cứ ngáp đây nào. Ô khiêng cá ấy hả? Ừ. Ôi tôi chết rồi. Hôm làm sao mà nó lại nhạy thế? Chả hiểu cái điểm thế nào mà hôm qua hai chị em lại nói đến đúng cái cáng. Ừ. Ôi trời, mà còn dặn nhau là cố gắng sống khỏe để không phải lên cái cáng. Ừ. Thế mà bây giờ lại lên cái cáng. Ừ. Thế thì tôi ngồi về đây. Không phải, để em đi gọi loa. À, sao gọi, không thấy không ai phải gọi loa. Không phải gọi loa, ra ngồi đây. Hả? Ngồi đây. Ngồi khác nó ra. Thế anh đi tìm giúp em. Ôi trời ơi. Ôi trời. Ôi trời. Sao lại lên cáng là thế nào? Không tìm ra. Không thể tìm ra được. Không tìm thấy à? Đi gọi bên gọi là cái gì nhỉ? Đi gọi cái gì bảo cho cái mượn cái loa nhỉ? Không cái gì phải nhỉ? Gọi loa. Cái này con Hiền nó hỏi đây này, hỏi xem con Hiền nó ở đâu. À hỏi con Hiền hả? Con Hiền ngồi đây hỏi xem con Hiền nó đâu. Hiền ơi, thế mày chị... có thấy con Hiền em chị đâu không? Em Hiền này. Ôi chị Vân này. Ôi Hiền hả? Ôi trời ơi. Mẹ. Ôi anh ta chỉ chẳng mắt mũi tràn quá. Để xem nào. Trời ơi. Ôi đúng mẹ rồi. Ôi trời. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, chị sợ mất em quá cơ. Trời ơi. Thôi mà tao đi tìm mày, tao tìm suốt. Thế lúc mà chị tìm mày thì mày ở đâu? Thì em vẫn đi tìm chị đấy. Thế cái lúc em tìm chị thì chị ở đâu? Chị đi tìm mày đấy. Ôi thế sao đi tìm nhau mà lại không thấy nhau? Thì thế mà thôi, chị chạy ra chị bảo. Thôi chị em ăn đi. Ăn vâng đi. Ạ. Bò cu bê đấy. Vâng, 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 vâng. Tôi ăn hết nửa cân đi, còn cân rưỡi đấy. Đây vâng. Chờ em xếp lại cái đấy. Đổ trên đây rơi ra bảo rơi. Đấy khổ. Đi thôi thôi chị em mình ta ngồi ta thưởng thức đất cái bò. Ôi trời ơi. Đấy, đấy. Chị để em cho xuống đất. Thôi mày vứt mẹ xuống dưới đất đi. Mẹ mày vỡ cái đấy ông giết. Để xem cho nó như thế nào nào. Chờ em xem đã. Này chờ đã. Chờ gì ta thử lấy xem cái bò. Ngon quá không? Ngon không? Mẹ răng không còn nhưng mà bò nó mềm quá cơ. Ăn đi. Hốc hết đi. Tặng đi, tặng hết đây. Đấy, cái loại vô ý thế đi. Già rồi mà vẫn còn không học được cái văn minh lịch sự. Mời người ta ăn mà nó bảo hốc. Anh nói cái con kia kìa.
Thì con Vân ấy, nó ăn không cần nuốt, mà nó nuốt không cần thở cái kìa. Mình sống với nhau cái tình là chính. Thì mời nó cũng phải nhiệt thành. Mẹ ăn, thôi để đi. Im đi, em ăn. Anh nói với con kia. Đây, em ăn đây. Thôi em ăn đi nhá. Trời em gì cho mẹ. Ăn thì phải để cho người ta ăn cho ngon như vậy. Thôi được rồi, để em ăn. Ăn đi. Này còn có miếng này, ăn nốt đi. Ăn hết mẹ rồi. Bà kia. Sao bà ăn tham thế? Ngon quá. Ôi trời ơi. Bà ăn, bà nuốt, bà nhồi, bà tọng kiểu gì mà hết cả ba cái hộp bò này. Bà đi ra đây, bà đi ra đây. Hết sạch bách. Đấy. Hàm ăn tụt uống, ăn hết cả, không để dành cho nó miếng nào. Thế bà là cái thùng, hay cái chum, hay cái vại mà bà ăn kinh thế. Ngon lắm. Ăn kinh ôi trời ơi, bà ăn thùng bất chi thình. Ăn như rồng cuốn, ăn như rồng leo, ăn như là rồng nhào lộn. Mềm bỏ mồm nó tan luôn này. Ôi trời ơi. Đến đồ vật nó cũng không ăn như bà. Bà tham quá, bà ăn bà phải nghĩ đến em bà. Nhớ. Bà ăn như thế này làm gì mà bà cứ kêu là chị không giảm này, cân. Còn đi ra đâu đang ăn. Lắm mồm chị em ta nói chuyện nó dối ra bây giờ đây này. Để tôi xem. Đây bà Vân. Ôi trời ơi. Bà Vân. Ăn hết cân chuối thịt bò. Tôi hỏi bà. Thế bà là người hay là bà là cái con mèo vú mướp mà bà liếm không còn một cái giọt mỡ nào ở trong này cả. Mẹ cầm mồm nhá. Cầm mồm nhá. Mày đi ra đây. Bố mày điên lên rồi nhá. Mày suy diện, mày không ăn được. Bố mày ăn cho xong rồi giờ mày mắng tao. Để xưng bố. Tao chị mày, tao không phải em mày nhá. Mày đừng có mày như thế nhá. Tôi suy diện còn hơn bà là cái loại tham ăn. Này tao tham ăn mà tao thực tế nhá. Còn mày cái quân mẹ sĩ diện đói đến mẹ ở thì ở nhà hàng bèo mà lại cứ thích Lê Văn Sĩ là thế. Thế bây giờ sao? Tao hỏi mày, mày có đói không? Mày đói đúng không? Thế con mày nó tống mày vào đây thì bây giờ bạn bè hàng xóm nó cho ăn để cứ ăn đi sĩ diện làm con mẹ gì. Mày mà hỗn với ông bánh bỏ mẹ mày đấy nhá. Mẹ bà cũng là mẹ tôi đấy. Ôi con xin lỗi mẹ, con hỗn quá, tao đánh bỏ bố mày nhá. Ô bố tôi cũng là bố bà. Quên mẹ đi, bố mày là bố sau, bố tao bố đầu. Mẹ mình hai chồng. Bà rồi. Là cái loại cùn. Mày cùn nhá, này tao bà cùn. Này tao đánh mày nhá. Tham ăn bà cùn. Tao đánh mày nhá. Bà bỏ cái tay thôi. Ra. Bỏ tay ra. Bà nói khi gì thì nói, bà không được xỉa vào mặt tôi thế này. Tao là chị, tao xỉa mày làm gì tao? Ôi xỉa vào tôi cũng xỉa vào thôi, bà. Thôi xin cảm em. Cảm ơn. Rồi. Này hỗn nhá, có hàng xóm láng giềng đây mày hỗn là tao đánh mày nhá. Ô bà đánh tôi à, bà đánh tôi dí mày chết luôn. À mày dí, này mày dí tao một, tao dí mày hai này. Tôi dí ba bốn mày này. Này 5, 6, 7, 8. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Giờ đây 5 giây mới quan trọng. Cảm ơn. Quanh tôi luôn bây giờ. Này con bà. Kia nhá, này tao chưa đánh mày chưa. Lần bà này tao cho mày biết tay luôn này. Mày tung tao không sợ mày nhá. Bà nhiều lần ăn hiếp tôi rồi. Tao ăn hiếp mày làm gì tao? Mày làm gì tao? Bà tưởng tôi đánh mẹ đi cứ vờn mãi thôi. Này mày sợ. Đánh mẹ nhau cho chết đi, con nào chết tao trộn cứ vờn. Này tao không đùa nhá. Mẹ nó cứ vờn. Ông tự bật này. Bà chết đi rồi mẹ này. Bà chết đi. Vẩn. Con Điền mày xông thẳng vào. Xông thẳng vào. Bà chết đi ốc. Mày. Ôi trời ơi. Bà đánh nhau. Bà đánh nhau. Hai cô ơi cháu căng. Thôi. Đánh mẹ đi. Ôi trời. Bà đang đánh nhau. Cháu đây. Thôi. Mày là thằng nào? Nhìn kỹ đi. Con bố Hinh. À thằng Trung. Thằng Trung hả? Trung hả? Trung khỏe đây. Đánh đúng rồi. Nó đánh Trung khỏe. Đẹp trai sao? Đẹp quá. Cháu nghe tao hỏi đây. Vào thăm bố hả? Con có khỏe không? Con khỏe. Thế nhưng mà tại sao con vừa mới bước vào đây con đã thấy hai cô đánh nhau là như nào? Bất đồng quan điểm con ạ. Thế nào? Thì cô ăn thoải mái, còn nó không ăn rồi nó ganh với cô. Này. Nó mắng cô. Này. Bà này là bà ăn tham con ạ. Bà cầm tinh con voi vật. Bà ăn hết một lúc ba cái hộp bò. Trong cái bụng bà này bây giờ là 6 triệu tiền thịt bò đấy. Mày quên đi nhá, tao ăn được cả 6 hộp cơ. Mà nói cho mày biết nhá, ba hộp đấy là ông ấy mời mà mày không chịu ăn nhá. Mày đừng để ông Quýnh mày thêm một lần nữa. Bây giờ ăn tham thế lại còn nói. Bà còn ăn bằng không thế. Ôi dồi, trời. Em hỗn quá cơ. Khổ quá. Thế nhưng mà cãi nhau là về thịt bò đúng không?
Thịt bò gì? Có bò cô bê đấy, bố cháu không ăn hết. Không mà bây giờ lại đi bỏ đi thì nó phí, cho nên là cô chấp nhận cô ăn. Rồi, đấy. Cãi nhau về bò cô bê. Rồi ạ, à, cháu còn mang ở ngoài kia đầy một xe kìa. Cháu đã chia thành những phần, những hộp riêng rồi. Cho cô một hộp. Cô chưa được ăn miếng bò nào cả. Bà này bà ăn hết rồi, cô chưa được ăn. Thế ạ? Ừ, cô chán lắm rồi. Cô ăn cả ba hộp, cô chán lắm rồi. Cháu có cái gì khác hơn bò không? Có cái khác. Ngoài bò ra hôm nay cháu còn mang vào rất nhiều là bánh kẹo để cho bố cháu với cả các cô ăn Tết luôn. À thế à? Thôi đứng đây để cháu ra cháu lấy cho nhé. Thôi để cô ra cho. Chỗ ngoài cô bảo để hai cô ra lấy. Vâng. Thế mày đi cái xe biển số bao nhiêu? Dạ biển từ Q8 ạ. Ồ, đấy, nó làm to thật chị nhở. Cháu quan chức to, biển số đẹp quá. Thôi thế để cô ra đi em ơi. Ừ. Chị bảo này, dạ. Chị Trung ơi. À, Trung ơi. Này còn cái gì đấy? Trung, gì đấy ạ? Này, này, mày cháu, mày vừa bảo cháu hai bảo cô hai... đi ra ngoài ấy làm gì ấy nhỉ? Đi ra nhảy vào cái quan tài ấy. Này, 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 này. Bố cháu nói đùa đấy nhá. Đi ra xe màu trắng, biển từ Q8 lấy thịt bò vào đây. Mà nhớ nhá, là bảo các anh tài xế anh ấy chuyển đồ vào cho anh Trung. Thế là anh ấy đưa cho. Được rồi, nhớ rồi. Chị xin lỗi em thì... nhá, chị nhường em. Nhớ chị... cái xe màu trắng biển từ Q8 nhá. Đừng có tin lời bố cháu đấy. Nhớ nói cái gì? Không, chị nhường em, chị không dành ăn của em thế nữa. Thế thì phải chia luôn. Đừng có mang về phòng mới chia. Chào anh. Anh nào? Thế anh này chứ còn anh nào? Anh đứng đấy để trả chào anh thì còn anh nào ở đây nữa? Ôi dồi, chết chưa? Bố nhìn lại xem ai đây? Ai? Con bố đây, bố nhìn lại xem nào. Ôi trời, thằng Trung con bố. Ôi trời, tao lẫn quá rồi. Chán thế, lắm ấy. Này Trung, thế ở nhà vợ con có khỏe không? Con có khỏe không? Thằng Tít cháu nội của bố có khỏe không? Cái nhà nó có khỏe không? Vợ chồng chúng mày làm ăn thế nào? Tất cả họ hàng dòng tộc nhà mình có khỏe không? Làm sao đấy? Mày gãi tai cái gì đấy? Con đang dỗi đấy. Con đang giận đấy. Con đang hờn đấy. Con đang hờn cả thế giới đấy. Mày hờn thế giới, mày hờn cái gì? Bố dại gái. Mày ra đây bố bảo. Bố bảo cho mày này. Bố chỉ dại một tí thôi. Bố dại với cái con Hiền thôi. Cái con Hiền là bố thích nó. Còn cái con Vân ấy là nó thích bố. Thế tóm lại là bố có dại gái đúng không? Thế giờ mày ngu lắm thì hai đứa nó ở cùng phòng. Thì cho cái gì thì phải cho cả cái con kia chứ. Mẹ không cho mà cho một con mà con kia nó lại cách ly con kia ra, mẹ còn chết mệt luôn đấy. Thôi được rồi, con hỏi thế thôi. Bố vào đây. Dại gái một tí cũng được, cho nó tí. Cấm tao cho nó tí thịt bò cho có cái chó gì đâu. Chả ăn được thịt. Cấm ăn hết con nửa cân đây này. Bố ngồi đây nhá. Thôi được rồi, chuyện kia thì không sao cả. Nhưng mà con hỏi bố đây. Bố trả lời cho thật. Mày hỏi đi. Là mấy lần trước thịt bò con mang vào cho bố, bố có ăn hết không? Ăn hết. Bố không ăn hết. Ăn hết. Bố không ăn hết. Ăn hết chứ bảo. Bố không ăn hết bố lại mang cho gái. Ai bảo mày vậy? Người ta bảo. Mà bố mấy thằng già. Thôi này này. Khổ quá. Mấy thằng lắm chuyện mẹ. Con nói thế thôi. Nó nói mày suốt ngày mẹ được buôn chuyện thì nó cứ ghen ăn tức ở thế. Mày khổ thế. Ghen vợ ghen chồng không bằng lòng ghen ăn. Mày ghen ăn tức. Thôi được rồi, con xin. Nó lồng lộn như con chó điên chó dại. Ngồi xuống đây thôi được rồi. Nó thấy mình có hơn nó cái là nó ghen. Không có hai con mẹ này là tao chết luôn. Để con nói đã. Kể cả người ta không bảo con vừa vào đây là con nhìn thấy rồi nhá. Nhá. Một mình cô Vân cô ăn hết ba hộp đấy. Chứ bố không ăn đâu. Tao ăn hết nửa cân, một hộp. Thôi mẹ con nói thế này này. Bố mời các cô ấy cũng được. Đấy. Thế nhưng mà bố vẫn phải ăn cho con. Đây. Cái gì đấy? Hôm nay con mang vào thêm. Đây bố ạ. Từ ngày hôm nay bố tăng khẩu phần lên cho con. Tăng cái gì? Khẩu phần thịt bò cô bê. Cô bê. Cứ một ngày bố ăn lên 4 cân cho con. Tao lạy mày. Con ơi Trung ơi. Mày chuyển sang cho bố sang cái sang đi chơi đi con. Chứ ăn bố không ăn được. Thôi bố ơi. Ngày 2 cân thì bố ăn hết có nửa cân thôi mà giờ này 4 cân thì bố không ăn được. Bây giờ bố nghe con. Bố cố phải ăn cho con. Bố không ăn. Bố phải ăn. Bố không ăn được. Bố phải ăn. Bố không ăn được. Cái lần lấy máu vừa rồi lượng máu của bố thiếu, bố có nhớ không?
Bố quên rồi à? Bố nhớ rồi. Bố ơi, thằng Tít cháu nó bị ung thư máu. Cháu nó mới có 4 tuổi thôi. Mà oai oăm thay là cả dòng họ nhà mình chỉ có mỗi bố là có nhóm máu tương thích với cháu. Con, bố ơi, con ước gì, con ước gì nhóm máu của con có thể truyền được cho cháu thì con không làm khổ bố thế này. Bố nhớ rồi. Bố ơi, Tít mà có mệnh hệ gì thì con không sống được đâu bố ạ. Con, con mà không sống được thì bố sống để làm gì? Bố nhớ rồi. Bố ơi, 28 Tết này là phải đi. Đúng rồi, 28 Tết này bố ạ. Bố ơi, con biết con nói điều này ra là bất hiếu, nhưng mà bố cũng lớn tuổi rồi, coi như là bố hy sinh cho cháu bố nha. Con không. Bố ơi, bây giờ tính mạng của cháu Tít là do bố định đoạt đấy. Bây giờ tính mạng của cháu Tít là do tôi định đoạt. Tít ơi, cả một đời ông dông nắng chiều mưa, nuôi bố con lớn thì bà vừa ra đi. Cháu cứ bảo là ông phải sống thật lâu nhá, thì cháu còn phụng dưỡng ông. Thế mà chợt nao nao mắt cay cay nồng, nghe tiếng người thở than âm thầm. Người hay nói với nhau nỗi đau trong lòng. Tâm nguyện ông thầm khấn nguyện để ông gánh dùm trọn niềm đau cháu ơi. Thôi đi thôi, ông phải ăn, ông đi lấy máu cho cháu đây. Ông phải ăn rất nhiều để đủ máu cho cháu. Ăn đi Tít ơi. Con mà không còn thì ông sống làm gì? Đây, cả cuộc đời ông chỉ có vì con, vì cháu. Thôi ông cứ ăn, ông ăn. Ông ăn đâu rồi? Ông ăn để đủ máu cho cháu. Vâng rồi, ông phải ăn 4 cái. Anh ăn từ từ. Ông phải ăn. Ông ăn đủ máu. Thôi ăn cái từ từ thôi. Người yên tâm vâng tin mai này. Ông phải ăn. Con cháu mình sẽ được bình an. Ông,
ăn lo cho thằng Tít nhá. Ông ấy ở chung với chị em chúng tôi, mà bây giờ chúng tôi mới biết cái công việc của ông ấy, cái cuộc đời của ông ấy nó khổ như thế. Hứa với ông tôi không tranh ăn của ông nữa nhá. Thôi, tôi xin lỗi ông nhá. Yên lòng đi, con cháu của chúng mình nó sẽ được bình an ông à. Ừ nhớ. Thế năm hết Tết đến rồi, không có buồn nữa, cũng phải vui lên. Có sức khỏe thì con cháu mình nó mới hưởng được cái nọc của mình. Thế bây giờ chúc các cô, các bác, các anh, các chị đi rồi ta lại vào ta ăn bò cu bê tiếp nhá. Xin cảm ơn các nghệ sĩ Xuân Hinh, Hồng Vân, Thanh Thanh Hiền và Trung Rùi. Một lần nữa Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền, Hồng Vân xin cảm ơn tất cả những khán giả thân yêu của Xuân Phát Tài. Và xin gửi tới tất cả quý vị một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Và xin gửi tới một lời chào sum họp chúc mai một nhà. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ để trở lại với không khí âm nhạc của chúng ta ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng đến với một ca khúc rất quen thuộc, Chỉ Riêng Mình Ta. Xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức qua giọng hát của nam ca sĩ Nguyễn Hưng. Mỗi sáng thức giấc vẫn thấy chỉ riêng mình ta, tiếng hót thanh thoát của những chú chim vừa qua. Bay vui đài lên sao lòng thấy cô đơn lạ thường. Ngày em rời xa tôi chỉ thấy trái đất ôi sao buồn đời. Xuống phố bỗng thấy tóc thoáng dáng ai vừa qua, cứ ngỡ bóng dáng mái tóc ngát thương người xưa. Ra mình say nên tương bóng sáng xưa chờ về, chiều đông người qua sao chỉ thấy trái đất chỉ riêng mình ta. Nụ hôn chưa ngọt môi chân rơi máu nghe lòng nhớ, bàn tay buông rơi máu anh lệ rơi nghe lòng đau. Rồi em quay mặt đi con được không em buồn thấy, em buông lời bao thương yêu anh chào anh đây trời về. Mỗi tối khép mắt vẫn thấy chỉ riêng mình ta, có đôi thiết mãi mới biết trái ngang đời ta. Ngày em rời xa không lời nói chia ly vội vàng, để riêng mình ta ôm mình đắng đắng cay chỉ riêng mình ta. Giấc vẫn thấy chỉ riêng mình ta, tiếng hót thanh thoát của những chú chim vừa qua. Bay vui lại lên sao lòng thấy cô đơn lạ thường. Ngày em rời xa tôi chỉ thấy trái đất tôi sao buồn đây. Xuống phố bỗng thấy tấm thoáng dáng ai vừa qua, cứ ngỡ bóng sáng mái tóc ngát thương người xưa. Thì ra mình say nên tương bóng sáng xưa trở về, chiều đông người qua sao chỉ thấy trái đất chỉ riêng mình đang.
chưa mà tôi chợt dậy mau nghe lòng nhớ, bàn tay buông rơi mau anh nghe rơi nghe lòng đau. Rồi em quay mặt đi con đường không em buồn đây, em buông lời bao thương yêu anh chào anh đi chơi chơi với. Mỗi tối nhắm mắt vẫn thấy chỉ riêng mình ta, có đôi tiếc bãi mới biết trái ngang đời ta. Ngày em rời xa không lời nói chia ly hồi vàng, để riêng mình ta ôm hình bóng đang cay chỉ riêng mình ta. Thưa quý vị, Nguyễn Hưng là một người rất là yêu quý chương trình Xuân Phát Tài và nhận lời mời của Xuân Phát Tài 9 thì ngay sáng hôm nay anh bay từ nước ngoài về đúng không anh? Vâng, sáng nay thôi Nguyễn Hưng bay từ đâu ạ? Anh cho nói. Dạ, kính thưa quý vị, Nguyễn Hưng vừa mới đi một cái tour ở bên châu Âu, Áo, Đan Mạch, Đức và Hà Lan, và sau đó Nguyễn Hưng qua London và sáng hôm nay Nguyễn Hưng vừa mới xuống sân bay Nội Bài, 5 giờ sáng anh. Vâng, rất là cảm ơn ca sĩ Nguyễn Hưng. Và vừa rồi thì một cái màn trình diễn không tỏ vẻ gì là mệt mỏi sau một chuyến đi dài đúng không Jennifer? Vâng, không những là những chuyến đi dài mà chắc chắn là múi giờ nó cũng khác. Mà chính vì những tình cảm của quý vị khán giả có mặt ngày hôm nay đã là động lực cũng như là những món ăn tinh thần cho các nghệ sĩ, không chỉ riêng anh Nguyễn Hưng trong ngày hôm nay ạ. Cho phép Nguyễn Hưng ở đây một lần nữa xin cảm ơn Hà Nội. Và xin cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả thân thương đã dành cho Nguyễn Hưng những cái tình cảm trong bao nhiêu năm qua mà mỗi lần Nguyễn Hưng ra Hà Nội hát được sự ủng hộ của tất cả quý vị. Chúc quý vị một mùa xuân, mọi sự an lành, hạnh phúc, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả quý vị. Nhưng Nguyễn Hưng hy vọng lúc nào sức khỏe cũng ở bên cạnh tất cả quý vị và gia đình. Một lần nữa xin cảm ơn sự thương yêu của tất cả quý vị. Cảm ơn rất nhiều. Vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Hưng. Thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng đến với hai giọng ca mà khán giả rất yêu mến qua dòng nhạc trữ tình xưa mà chúng ta vẫn quen gọi là Bolero. Và họ sẽ kể cho chúng ta những câu chuyện tình để cho chúng ta thấy rằng chúng ta hãy cứ dám yêu, dám thương, dám giận và dám bộc lộ những cung bậc cảm xúc ấy. Bởi cuộc sống chúng ta không dễ để đến với nhau, nhưng rất dễ để chúng ta có thể trở thành những nguồn nước chảy tách ra và có lẽ không bao giờ còn gặp lại. Xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón Quang Lê và Cẩm Ly. Từ muôn thuở tiếng mưa có vui bao giờ, chuyện lòng tôi kể cách nay đã ba mùa mưa. Tôi đem tất cả chuyện lòng trao hết cho người, nguyện tròn thương tròn nhớ. Nàng là trinh nữ tóc buông kín đôi vai cầy, một làn môi đỏ mắt chưa vẫn vương vì ai, chân son gót nhỏ đi tìm hương phấn cho đời, trời xanh đã an bài. Yêu nhau như bướm say hoa, đẹp như giấc mộng vừa qua những năm đầu. Năm sau mưa gió vì đâu, nàng đã quên dần xa rồi năm thứ ba. Nhìn trời mưa đổ thấy đau buốt thêm trong lòng, tình là hoa nở thắm tươi đó nhưng rồi phai. Khi xưa nếu chẳng đem tình dâng hết cho người thì
kỳ này có đâu buồn. Nàng là trinh nữ tóc buông kín đôi vai cầy, một làn môi đỏ mắt chưa vẫn vương vì ai, chân son gót nhỏ đi tìm hương phấn cho đời, trời xanh đã an bài. Yêu nhau như bướm say hoa, đẹp như giấc mộng vừa qua những năm đầu. Năm sau mưa gió phì đầu, nàng đã quên dần xa rồi năm thứ ba. Nhìn trời mưa đổ thấy đau buốt thêm trong lòng. Tình là hoa nở thắm tươi đó nhưng rồi phai, khi xưa nếu chẳng đem tình dâng hết cho người thì nay có đâu buồn. Khi xưa nếu chẳng đem tình dâng hết cho người thì nay có đâu buồn. Khi xưa nếu chẳng đem tình dâng hết cho người thì nay có đâu buồn. Xuân trăng
cánh hào tròn như chiếc cương. Và tóc pha sương qua cánh hào tiến một dần trăng nhớ điều hoài lá. Bên đây để chúng ta có thể giao lưu cùng với khán giả được không ạ? Thưa quý vị, chúng ta vừa được thưởng thức hai nhạc phẩm. Đầu tiên là Chuyện Ba Mùa Mưa của Minh Kỳ, Dạ Cầm. Và sau đó là Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang của Vũ Đức Sao Biển qua hai giọng ca của Quang Lê và Cẩm Ly. Thật là hân hạnh khi được lại chào đón hai bạn đến với Xuân Phát Tài. Lần này quay trở lại với Xuân Phát Tài 9 thì sao, Quang Lê? Quang Lê, lời đầu tiên xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán giả ở đây đây và những khán giả đang xem chương trình. Quang Lê cảm thấy mình rất là hạnh phúc. Xuân Phát Tài như là một ngôi nhà của Quang Lê, tại vì cứ mỗi năm đến hẹn lại lên. Quang Lê lúc nào cũng chờ đến cái tháng 12 để mà được đến đây để hát trong một cái chương trình đón xuân rất là tuyệt vời với những tình cảm của khán giả ở nơi đây, thì trong lòng rất là sung sướng, không thể nào diễn tả hai từ nào bằng hai chữ quá hạnh phúc. Vâng, quá hạnh phúc. Chúng tôi tin đó là những lời nói chân thật. Con Cẩm Ly, lời trước tiên thì Cẩm Ly xin gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị khán giả tại đây ạ.
Xin chào anh Sâm cũng như là Jennifer. Cẩm Ly thì đã có dịp tham gia Xuân Phát Tài này ở những số đầu tiên, nhưng mà bẵng đi một thời gian thì vì công việc cho nên là không có tham gia trong mấy năm gần đây, và năm nay là năm quay trở lại. Thì có một điều rất là vui là mình lúc mình tham gia những số đầu mình cũng không có nghĩ rằng nó sẽ kéo dài đến cái số 9 này. Điều đó cũng có chứng tỏ rằng chương trình Xuân Phát Tài này rất là nhận được rất là nhiều sự ủng hộ cũng như tình cảm của quý vị khán giả dành cho nên nó mới kéo dài đến số 9 này. Và Cẩm Ly nghĩ rằng nếu mà với tình cảm của quý vị dành cho như thế thì con số 9 không phải là con số dừng lại, mà nó sẽ còn rất là dài ra. Và Ly nghĩ đây là cũng một cái món quà tinh thần đối với tất cả mọi người, đặc biệt là trong dịp xuân về, có được một cái món quà tinh thần như thế thì cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Bạn có biết không? Là bởi vì Xuân Phát Tài thực ra thì cũng chưa thể nói đây là một chương trình hoàn hảo, một chương trình rất hay đâu. Nó còn nhiều cái mà phải cố gắng lắm thì mới làm vừa lòng khán giả được. Nhưng như chúng tôi đã nói là chủ đề hôm nay chúng tôi chủ đích đặt là giận mà thương. Biết là khán giả vẫn còn giận nhưng mà thương, cho nên chưa bỏ Xuân Phát Tài, và hy vọng là sẽ còn giận mà giận thì thương càng thương. Giận thì giận mà thương anh càng thương. Vâng, và chính vì những tình cảm ấy của quý vị mà chúng ta có mặt ngày hôm nay, cho nên ngày hôm nay chúng tôi xin được dành cho quý vị một món quà rất là đặc biệt nữa. Trên tay của Jennifer ngay bây giờ là một phong bì đặc biệt ngày hôm nay. Trong đây là gì thưa quý vị? Trong đây sẽ có một cặp vé rất là VIP với chỗ ngồi đẹp nhất cho chương trình sau, chương trình Xuân Phát Tài 10. Đó cũng chính là chương trình kỷ niệm 10 năm của chương trình hài kịch và nghệ thuật Xuân Phát Tài. Và chúng tôi muốn dành tặng cặp vé này cho vị khách may mắn nhất bằng những cái thao tác rất là đơn giản thưa quý vị. Quý vị chỉ cần chia sẻ lại trang YouTube của Xuân Phát Tài về trang Facebook cá nhân của mình. Và để xác nhận được điều đó, sau đó quý vị hãy chụp lại màn hình và gửi về hòm thư của fanpage Xuân Phát Tài. Và trước khi chương trình Xuân Phát Tài 10 được diễn ra, chúng tôi sẽ lọc lại tất cả, và sau khi xác nhận lại, chúng tôi sẽ bốc thăm và sẽ quay số ngẫu nhiên để chọn ra vị khán giả may mắn nhất được nhận cặp vé tuyệt vời này thưa quý vị. Và chắc chắn rằng sẽ có một sự xuất hiện rất là đặc biệt dành cho khán giả may mắn này trong chương trình Xuân Phát Tài 10. Chúng tôi ban tổ chức sẽ hứa rằng đây sẽ là một chương trình hoành tráng nhất từ trước đến giờ. Tất nhiên rồi, nó phải như thế bởi vì kỷ niệm 10 năm để cảm ơn, tri ân tất cả những khán giả đã trung thành, đã dành cho Xuân Phát Tài những sự ủng hộ trong suốt 10 năm vừa qua. Hãy tham gia cùng chúng tôi. Bây giờ thì quay trở lại với Xuân Phát Tài 9. Trên sân khấu sẽ là một tiểu phẩm của nhóm hài Hoài Linh, Trường Giang, Hứa Minh Đạt, Gia Linh với một tiểu phẩm có tên gọi là Bảo Vệ Là Cha Là Mẹ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Vô con, vô con, vô. Vô. Trời ơi, con chó thông minh dễ sợ. Nói nó hiểu liền. Vô nhà trong đây nè con. Vô nhà, vô nhà. Vô đây, từ thôi. Im đây nghe chưa. Mày mà đi lang thang, mày không phát tầm bậy tầm bạ, để nó dơ cái công ty bất động sản Hoa Dương, là ông giám đốc ông chửi tao chứ. Ông đội phó đội bảo vệ đâu rồi không biết. Ông bác ơi, ông bác ơi. Gì mà la om sòm thế kia chứ lị. Cái gì mà bấm điện thoại không biết nữa. Đang chơi game. Game gì? Liên Quân. Trời đất ơi, rảnh ghê. Đấy đấy, nó vào nó giết rồi này. Nó vào nó giết rồi. Chết mẹ rồi, xong. Đang chơi ngon lành. Bây giờ Tết nhất đến nơi rồi, chả có ai đến công ty này đâu mà làm gì cho nó mệt. Rồi. Như cái gì? Như lời đấy kìa. Trời đất ơi. Đấy, cứ mang vào đi đấy. Bao nhiêu lần nó chửi rồi, mang vào đây toàn y bậy thôi. Trời ơi, giám đốc mà nó thấy là nó chửi chết. Giờ sao? Hốp vô đây. Không. Đi vào tìm giấy đi. Bẩn quá. Mày, cái gì? Chơi game như mình như thế là thoáng. Tự dưng đi ra không thoáng thế nào. Bây giờ chơi lại.
khổ thân. Chúng em làm ở trong này cũng được mấy năm rồi đấy. Mà bây giờ tết nhất đến nơi mà nó chả thấy lương phạng gì, chả thấy cho nghỉ gì. Đấy bốc được bác họ đi mua cái này. Chết cha, bây giờ lấy cái gì hốt vô? Để bảo lấy giấy, tờ giấy cơ mà. Không có giấy mà để sao? Đi lấy cho. Giấy tờ thì ở công ty. À tôi biết rồi, tôi biết rồi, tôi biết rồi. Hốt cái này qua đây. Không được. Đây. Đây lần đầu tôi chơi sang với ông này này. Cái gì? Đây giấy vệ sinh, giấy ăn của tôi đây. Đấy. Tự nuôi thì tự hót lấy nhá. Được rồi đó. Hốt đi. Này, ông bố tôi à? Ông nuôi nó mà. Đây, tự hót đi. Ghiềm ghiếc bây giờ chán nó, chả có ai chơi với nhau rồi. Giờ bắt con nào đấy chứ định. Đó, mình xếp lại. Mình để đây. Đợi xíu, đợi xíu. Để khách đi đường khỏi thấy. Thông minh không? Được, thông minh. Ê, gì? Bây giờ Tết làm sao chứ, phải kiếm tiền để đưa nhỏ đi Thái Lan chơi chứ. Cái gì? Đưa nhỏ đi Thái Lan chơi. Đưa nó đi du lịch á? Ừ. Ôi, lắm sao? Chuyện này. Tiền không có ăn còn đưa chó đi du lịch. Gì đấy? Cho nó đi ra chứ, nó để nó ở đây. Ông giám đốc về ông thấy là chết. Đi con, đi. Ừ, chạy. Cột nó lại. Xong rồi, như là phi tăng. Ôi, chết mẹ con đấm này sao? Đấy là nó để lại cho ông đấy, ông hốt đi. Chết cha, giám đốc về. Giám đốc nó về à? Bảo vệ công ty đâu? Một cái công ty hoành tráng như vậy mà không thấy một ông bảo vệ nào hết. Bảo vệ đâu? Bảo vệ của công ty đâu? Tại sao không thấy một ông bảo vệ nào hết vậy? Dạ. Bảo vệ của công ty đâu? Không thấy ai vậy? Bảo vệ công ty đâu? Tôi ngồi đây là vòng hết à? Người to đùng nó phải nhỏ nhắn gì đâu mà. Ông chả treo với tôi hả? Tôi mướn hai ông vô đây không phải là chửi tôi. Ý tôi muốn là kêu bảo vệ đâu, là ông phải ừ hử cho tôi biết, dạ vâng rồi cho tôi biết chứ. Tôi nói cho cậu nghe nhá, không phải là cậu bỏ tiền ra là cậu muốn làm cái gì cậu làm. Cậu nói cậu phải để thời gian để cho người khác trả lời chứ. Cậu vào cậu hỏi, chỉ cần hỏi bảo vệ đâu, ngưng lại một nhịp để chúng tôi mới vào, dạ vâng. Đúng rồi. Đây là bảo vệ đâu, tại sao công ty to như này không thấy một người bảo vệ nào, chen vào chỗ nào, nhảy vào mồm ông à. Nó nghe nè, mình có thể kịch tính, mình có thể giận dỗi, nhưng mà đừng có bước vào khu vực này. Để cho nó bước vào đi. Đúng rồi. Nó thấy lạ lạ, nó sẽ bước vào. Đấy là cái lắm. Bẫy của chúng mình. Oh! Cái gì vậy? Hay quá. Đau thương đã đến. Có chuyện gì xảy ra ở đây à? Giám đốc ngồi đi giám đốc. Nếu muốn cuộc đời mình êm ái thì hãy ngồi. Còn nếu những cuộc đời bước vào đau khổ thì... Mày giám đốc ngồi. Ý ông là làm sao? Trời ơi. Ôi, nó bẹt ra luôn rồi. Ý là tí nữa sẽ có đứa lau cái đấy. Nói chung là thế. Chưa hiểu gì cả. Tôi nói cho giám đốc nghe, chúng tôi là bảo vệ thật. Nhưng mà giám đốc nói phải để cho chúng tôi có thời gian để chúng tôi trả lời. Được. Ví dụ muốn vào, hỏi lại đàng hoàng. Bây giờ làm lại nè. Làm lại. Bảo vệ đâu? Có mặt. Thí dụ vậy. Đấy. Đi ra đây tôi kiểm điểm nè. Làm gì không phải có nguyên tắc chứ. Cái gì đây? Cái máy. Cái máy cassette á. Máy cassette này là xài điện dưới đất, mình phải để đây mới xài được. Còn cái quái quỷ gì đây? Cái này là hồi nãy ông này ông uống bia ông ói. Điên à? À, sô-cô-la. Sô-cô-la. Tôi khoái sô-cô-la. Ai? Cái gì? Cứ để yên nó đi. Mẹ cứ để nó ở đây nó chửi thì để cho nó... Sô-cô-la này nó bị hư rồi. Là sao? Ôi rồi. Không ăn được. Ăn vào là nói chuyện không ra. Để nó dính. Hai ông lại đây tôi kiểm điểm nè. Dạ. Cái sô-cô-la này để riêng cho tôi một lát nữa tôi ăn. Trời, sao nó vẫn kiên trì ăn cái món này ông ơi. Thích lên đường. Giám đốc ơi, giám đốc muốn ăn bình thường hay là để lạnh? Ăn kiểu nào cũng được hết.
À, kiểu dạ. nào giám đốc ăn cũng được mà. Sô-cô-la này chấm với bò kho ăn rất ngon. Ăn nhiều cái lạ lùng nhỉ. Ông nè, bây giờ nè ông Đào, ông là bảo vệ trong công ty. Tôi nói cho ông nghe, cái công ty này là cái công ty, chứ không phải là cái sở thú. Con chó của ông đó, tại sao ngày nào ông cũng dắt nó vô vậy hả? Cái đó mấy bữa trước chứ bữa nay không có. Đi không hề dắt chó. Nhưng mà trả lời đi, tại sao ông dắt vào? Nhưng mà tôi kiểm điểm ông là tại sao cái công ty này mà ông dắt chó vô, tôi đã cấm kiêng kỵ nó mà. Thưa giám đốc, là con chó nó cũng như con người, nó cũng biết đau thương, nó cũng biết buồn bã, nó cũng có cảm xúc. Đôi khi nó u ức, mình để nó ở nhà một mình sợ nó trầm cảm. Hay quá. Ông thương động vật quá ha. Được rồi, tôi nói ông nghe, ông mà còn dắt con chó nó vô lần nữa đừng có trách tôi. Mới vừa hôm kia thôi, ông dắt con chó vô, nó vô phòng của tôi, nó leo lên bàn nó ị. Bữa nay cũng vậy. À không. Tôi còn chưa kiểm điểm ông, nó leo lên bàn nó ị. Tôi vô phòng, tôi tưởng đâu là thư ký đang chuẩn bị một loại sô-cô-la mới cho tôi. Là sô-cô-la. Thằng này nó khoái sô-cô-la. Tôi khoái khẩu, tôi bóp và nó, trời ơi, tức quá đi. Nó giấm nát sô-cô-la rồi. Ông coi chừng đó. Ông mà dắt con chó vào một lần nữa, đừng có trách tôi làm thịt nó luôn. Nó tên gì? Nó tên gì? Nó tên Mimosa. Mimosa, dắt con Mimosa một lần nữa là tôi ăn thịt nó đó. Này, tôi nói cho cậu nghe, cậu làm gì thì cậu làm. Cậu dám thịt con chó ông này không? Tại sao không? Tôi sẽ lấy điện thoại, tôi sẽ quay lại. Tôi bảo đây, một thằng giám đốc đây, nó đã ác ôn, nó làm thịt con chó đây. Dã man. Một con thú cưng của người ta đây. Một hành động con, vô cùng dã man. Con chó là con trung thành nhất mà nó cũng dám thịt đây. Đấy, đấy, xong rồi tôi đưa lên Facebook. Oh my God. Bao nhiêu người sẽ nhảy vào chửi nó. Tán cốt. Gia đình nó còn không có cái để san cát cơ. Cái chuyện này tôi sẽ suy nghĩ lại. Còn ông, tới ông nè ông bắt. Tôi làm cái gì? Ông suốt ngày làm bảo vệ công ty mà không bảo vệ, lo suốt ngày lên mạng Facebook, Facebook. Tôi biết được thông tin và tôi đã đọc được cái xì tai tút của ông dưới trên Facebook. Ông bêu xấu tôi đúng không? Tôi có Facebook, Facebook gì? Ông đừng có dối lòng. Tôi có biết, tôi có kết bạn thì tôi theo dõi ông nữa. Ông là Trần Văn Bắc, mở ngoặc Bắc bảo vệ đúng không? Tôi không có chơi Facebook. Cái Facebook đó là bị hack rồi. Nhiều người follow quá nó bị hack rồi. Bị hack rồi à? Bị hack. Bây giờ tôi làm Facebook khác rồi. Cái nào? Tôi lấy cái mà Trần Văn Bắc, tức là mở ngoặc xong là Bắc hàng so mới là của tôi. Trời đất ơi. Ông giỡn mặt với tôi hả ông Bắc? Bắc hàng so người ta là Hàn Quốc. Con là cái gì? Ông, cái này là cái nghề của tôi. Ngày cái xưa gì? Tôi hàng son. Hàng son, hàng chậu đây. Thế xong rồi bây giờ tôi lấy Bắc hàng so. Hay quá ha. Cỡ nào ông nói cũng được. Ông trả treo với tôi hả? Tôi trả lương cho ông đấy, ông trả treo với tôi hả? Đây nè, bằng chứng đây nè. Bắc hàng so đúng không? Tôi cũng có theo dõi, có người chụp hình gửi cho tôi. Nè, đây nè. Đây, Bắc hàng so đúng không? Đúng rồi, Facebook này của tôi. Ông đọc cái xì tai tút mới nhất của ông cho tôi nghe. Ông đọc lớn lên. Đừng có đi. Ngại ngùng gì nữa. Đọc lớn lên cho tôi nghe. Mình đàn ông, mình dám làm là mình dám nhận. Đúng không? Sô-cô-la tôi là tôi nhận. Tôi đọc đây. Tôi là Trần Văn Bắc, mở ngoặc Bắc hăng so. Hay quá. Bảo vệ cho công ty bất động sản. Chưa bao giờ tôi đi làm bảo vệ một nơi nào mà thấy một thằng giám đốc khốn nạn như thế. Nó chửi nhân viên như chửi con đẻ. Từ nay trở đi tôi hận nó. Công bye lập. Bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ. Thơ làm ơ ghi tâm trạng đâu nữa. Cái xì tai tút của ông nó không có một cái like nào hết mà tới 2000+ lượt bình luận là sao? Hả? Đây hai thằng vào bình luận với nhau. Hay ông ở không lắm. Thế ở không chứ không có người vào ra thì có làm gì đâu không ở không. Đúng rồi. Ông Đào nữa. Đấy, đến ông. Tôi cũng có theo dõi ông. Ông len lén, ông like cái xì tai tút đó. Xong ông suy nghĩ lại, sợ tôi biết. Ông bỏ like đi, ông dislike đi. Bây giờ ông nè, ông lên mạng ông làm cái gì? Ông ủng hộ ông này đúng không? Ủng hộ ông này lật tôi đúng không? Dạ thưa giám đốc, tôi thân phận thấp hèn,
tôi lên mạng chỉ để nói về tình yêu mà thôi. Tình yêu là sao? Đúng rồi. Ông nói cái gì? Tình yêu mà. Status của tôi chỉ là tình yêu, không đụng chạm tới ai hết. Ông viết cái gì ở trên mạng? Suốt đời yêu mãi một người, bệnh này còn nặng gấp 10 ung thư. Lãng mạn quá ha. Hai ông coi chừng, lên mạng mà bêu rếu tôi đừng có trách tôi hack Facebook hai ông luôn đó. Thì có hack thì cũng thế thôi, hack thì cũng chỉ có hai thằng ấy mà. Hết gì? Cái bắt hàng cho mà hack mình làm cái khác. Đúng rồi. Ừ. Tôi kiểm điểm hai ông xong rồi đó. Chúng tôi chỉ muốn là chúng tôi nhận lương xong rồi cho chúng tôi về ăn Tết. Đúng rồi. Bây giờ thì cũng 27, 28 Tết rồi. Ai cũng về hết trơn. Ai cũng có bảo vệ không được về. Hai ông không bao giờ về quê ăn Tết gì hết. Ở đây trực cho tôi. Ai mà đi về quê ăn Tết, tôi đuổi luôn. Tôi nói ít, mong các ông hiểu nhiều. Nãy giờ tôi thấy nói nhiều đấy chứ. Ít rồi. Tôi trả lương cho ông, cái ông trả treo tôi nữa hả? Bảo vệ đâu? Dạ. Hay, được. Bảo vệ đâu? Chicola. À, nhắc tới mới nhớ. Phải ăn. Ảnh hưởng tới những người xung quanh. Okay, thà một lần đau thật là đau để cố quên bên đi niềm đau. Hai ông trả treo tôi hoài vậy. Tôi nói rồi đó. Một trong hai ông phải nghỉ. Bây giờ tôi phải có đi ra ngoài công chuyện một chút xíu. Dòng lại, hai ông sẽ nói chuyện với tôi một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Tôi vẫn khoái Chicola này nhỉ? Thôi! Thôi để đấy đi, tí vào ăn. Nó có mùi vị mới hả? Mùi vị mới hả? Không biết, ông này sản xuất đâu, không biết đâu. Của ông hả, của ông hả? Đặt cho tôi thêm 3 phần giống vậy nữa. Bỏ tủ lạnh cho tôi. Nhớ nghe chưa? Tôi về tôi... Cái mùi lạ quá ta. Tôi nói rồi đó. Hai ông tự kiểm điểm với nhau đi. Cái mùi lạ thật. Cái vị nó đắng đắng nhỉ? Cười gì cha? Thằng này cả đời chỉ ăn đấy thôi. Làm giám đốc mà như thế này thì cả đời chỉ bốc cái đấy thôi. Thôi ông ở đây đi nhá. Tôi vào tôi chơi game tiếp đây. Chán quá. Buồn lắm. Không có lo cái gì hết trơn. Sắp bị đuổi mà chơi game hoài. Kệ, đến đâu hay đến đấy. Cuộc đời ông giời sắp đặt. Công ty này không có tình người, thằng giám đốc thì chửi suốt ngày như cha, như mẹ mình vậy. Bảo vệ phải là con nó đâu. Bà chị đi đâu? À, dạ, chào ông anh. À, cho hỏi đây có phải là công ty của Hiếu không? Đây là công ty bất động sản Hoa Dương, thằng giám đốc là thằng Hiếu, đúng? Đúng rồi. Đúng đúng không? Đúng đúng không? Ngồi xuống đi, ngồi xuống, biết rồi, hiểu rồi, ngồi xuống. À... Ủa Giang. Sao nghe đừng cái... hỏi. Công ty này ngoài sản xuất bất động sản còn sản xuất Chicola nữa. Đừng hỏi gì hết. Cứ biết đây là sản phẩm mới là được rồi. À vậy hả? Ừ. Ngồi xuống. Lát cho vài cục ăn thử được chứ hả? Sao Tết nay nhiều người muốn ăn Chicola quá ta? Mấy đứa cháu tôi nhà cũng thích lắm, mấy cho vài bịch nha. Rồi, cho hết luôn. Dạ cảm ơn anh. Ngồi xuống. Dạ. Xin việc làm đúng không? À, đó... Đây, để nói cho nghe. Đi công ty khác đi. Hả? Đi công ty khác. Sao vậy? Thằng giám đốc này nó chó đẻ lắm. Thằng Hiếu, chắc chị không biết đâu. Sống mấy năm trời với nó, một tháng trả có 4 triệu bạc. Nó chửi tôi còn thua cái con mà sản xuất Chicola nữa. Nó tệ vậy đó hả? Trời ơi, cái thằng quỷ đó nó không phải con người. Thôi chị đi về đi, để tôi còn nghỉ ngơi nữa, sắp à, Tết đó. Rồi. Không. Không có gì, sao chị mới cười, tôi nói là không có tiễn người mà chị qua chỗ khác kiếm đi về đây. Ồn nào quá. Tính nói là... Chơi game mà cũng không yên. Ngồi trong toilet chơi vẫn không yên. Oh my god. Gì đấy? Gì vậy? Anh Bắc. Ồ. Trần Văn Bắc. 10 năm không gặp, tưởng tình đã cũ. Anh là Trần Văn Bắc. Mây bay bao năm, tưởng mình đã quên. Như mưa bay đi, một trời thương nhớ.
em ơi bên kia có còn mắt buồn. Mười năm cách biệt một lần bơ ngơ. Quên đi. Thôi thôi thôi. Gì vậy? Sao ở đây trơn quá vậy? Làm gì vậy? Biết mẹ gì đâu, nghe nhạc thì nhảy thôi. Phiêu mà đang phiêu phiêu. Nó biểu diễn siêu phát tài ở đây hả? Bà nội cha nó đang phiêu mà té cái ạch hả? Thôi bà té ở đó. À. Bà té ở đây là thấy bà rồi. Ai vậy? Đâu có biết đâu. Bác ơi. Cái gì? Bác ơi. Chị. Không nhẽ là có bà này follow Facebook mình. Thầm thương trộm nhớ trên Facebook rồi. Trời ơi. Chết mẹ tôi rồi, cuối đời được đào hoa rồi. Ok. Chị có lộn Xuân Bác không? Bậy. Chân... Văn Bác. Biết rồi, Trần Văn Bác. Còn Xuân Bác là một thời trẻ trâu của tôi. Để em nhắc cho anh nhớ, mấy chục năm về trước anh gặp em ở cầu Long Biên đó. Trời ơi, ăn bánh trả tiền. Come on. Mày vớ vẩn. Bố mày trong sạch từ nhỏ đến lớn. Em là Hợi nè. À, con lợn đây này. Chơi với thú luôn hả? Nhưng mà ai, cái này là ai? Ông đừng có giấu tôi. Biết mẹ là ai? Trong ký ức không có. Bà này bắt không rồi. Chắc con mẹ này là tâm thần ra rồi. Chị ơi, bây giờ vậy. Cuộc sống mà chị. À. Đôi khi cái dòng đời nó đưa đẩy. Hả? Thì mình sẽ bị nhiều cái nó áp lực. Nhưng cứ bình tĩnh sống. Thoải mái ra, hít thở vô. Ok rồi. Đấy, xong rồi đấy. Về đi. Thôi về, về đi. Về hoài vậy? Không, đi về. Ai? Về. Nhưng mà... Ai? Cứ về. Ai? Ai đòi về? Đó nó cấm mà. Nó cấm hai ông không được về. Hai ông? Ai? Ông đúng không? Ông đúng không? Ông muốn về đúng không? Ông về cho ông về. Đuổi luôn, đuổi luôn. Hay là ông muốn về? Ông về. Ôi. Hai ông đi về đi. Ai da. Hai anh em làm trong này bao nhiêu năm không dám đánh một cái nào. Mẹ điên điên này vào lại hốt cho một phát. Má. Con thằng này hỗn rồi, nó lán dám chửi. Má ơi. Trời ơi, sao tự nhiên má vô đây má đánh con? Trước mặt nhân viên của con. Hai ông bảo vệ này, có chuyện gì về nhà mình nói. Tự nhiên má xuất hiện đây và đánh con trước mặt. Hai ông bị cái gì? Người ta gọi là SSSSML. À, sắp mặt luôn. Mặt lòi mũi luôn. Sắp mặt luôn. Má ơi, sao kỳ vậy? Có nói có gì vậy? Trời ơi, trước mặt nhân viên con mà má đánh vậy, con mất mặt hết sao? Trời ơi, má. Hai ông này. Wow, wow. Đấy, bà dù bà có đánh, bà vẫn biết con bà là đứa thích sô-cô-la. Vâng. Cái gì vậy má? Thằng mất dạy. Ồ. Cái gì? Má dạy mày sao? Mày có thể mất tiền, mất bạc, mất công danh sự nghiệp, nhưng mà mày không có được mất dạy, nghe không? Là sao con không hiểu gì vậy má? Ở trong cái công ty này, mày có thể chửi ai cũng được. Ví dụ như chửi ông này. Cái gì kỳ vậy? Ông có chừng tôi đó. Chửi nhiều càng tốt. Đừng yên nữa cho tôi. Đúng. Đặt thêm 3 phần sô-cô-la cho tôi. Chửi ông này càng nhiều càng tốt. Nhưng mà con không được chửi cái người đàn ông này. Ủa sao kỳ lạ vậy? Ăn bánh trả tiền. Bánh trả tiền. Tiền sao? Không có là bánh đâu mà ăn mà trả tiền. Điên rồi. Chứ sao kỳ vậy? Ai biết. Đi ăn xem nào. Nếu như không có người đàn ông này thì làm sao có con bây giờ hả? Đừng lên, đừng lên, đừng lên. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Cái người xấu không phải là nó mà là tôi. Đừng lên, tôi hiểu rồi. Trong nguyên cả cái làng tôi gọi tôi là hoa trinh nữ đấy. Bất cứ tình huống nào xảy ra, cứ gật đầu, đời sẽ lên hương. Mẹ đâu ai điên, một thằng ăn ốc, một thằng đổ vỏ mà lên hương. 4 tháng nó sắp đuổi hai đứa. Ráng làm sao cho tôi với ông ở lại còn làm việc. Bất cứ một tình huống nào xảy ra, hãy cứ gật đầu.
chưa nói gì sao gật? Chưa. Anh Bắc à, tôi xin lỗi. Là thật ra là năm nay con tính giảm biên chế mà. Bây giờ vậy, tôi là người đứng giữa, tôi hiểu tâm trạng của anh Bắc, tôi cũng hiểu tâm trạng. Nên thôi, tụi tôi dù gì cũng đã đến lúc phải ra đi. Buồn lắm chị ơi. Đúng rồi, chúng tôi phải đi thôi, không muốn làm gia đình xào xáo đâu. Khoan đã, con cũng đừng nghe lời bà ấy. Buồn lắm chị bà ơi. Mày quỳ xuống. Đó. Quỳ xuống. Mày quỳ xuống, mày dập đầu, mày tạ lỗi với ông đi. Không, không, cậu đừng làm thế, cậu là giám đốc của tôi lại cậu. Trời ơi. Ôi đâu. Nó đánh trời vậy? Ơi, mày để cho người lớn tuổi bao nhiêu lại năm, mày như vậy hả? Bao nhiêu năm nó chửi mình như thú, bây giờ mẹ nó đánh nó như chó. Lại nó đi. Cậu à, tôi xin lỗi cậu. Trời ơi. Lại bị đánh. Lại nó, lại nhẹ thôi, cho bà đánh nhẹ. Cậu à, tôi xin lỗi cậu. Con lại chú, con lại chú, làm ơn đừng có lại con nữa được không? Không, tôi lại không thật. Trời ơi, mà để cho ông lại mày hoài vậy hả? Thôi, đi, đi. Chị ơi, thôi, chúng tôi phải đi rồi. Không muốn làm gia đình này xào xáo đâu. Thôi bỏ luôn mấy tháng lương kia đi, bây giờ lộn xộn quá. Đi, tôi cũng nhún não rồi. Đi. Khoan đã. Bất cứ tình huống nào xảy ra, hãy cứ gật đầu. Hãy cứ gật đầu điên à. Cuộc đời sẽ thay đổi, còn lì lì là 4 triệu mất luôn. Nhớ giùm. Hai người có chuyện gì muốn nói không? Chị Hiếu, đáng lẽ chú không nói cho con biết, nhưng tiện đây chú nói luôn. Ông Bắc đang mang trong mình ung thư thời kỳ cuối. Ông đứng còn không nổi mà. Trời ơi. Ông ung thư gì mà ông nhúng dữ vậy? Ông bị ung thư. Cái gì? Ung thư vú. Hả? Ung thư phổi. Trời ơi. Mẹ chỉ không thể nghĩ tao lao. Xin lỗi ông, bất cứ tình huống nào cũng hãy cứ gật đầu. Trời ơi bụng, lúc mới vô làm mày không cho khám sức khỏe luôn hả? Sao kỳ vậy? Lúc nhận... mới vô thì bác sĩ chưa phát hiện. Mới phát hiện 2 tháng nay thôi. Trời ơi, 2 tháng mà ung thư thời kỳ cuối rồi hả? Thì lúc phát hiện là nó cuối rồi. Mà không những ông bị ung thư phổi, mà ông còn bị u nang buồng trứng. Trời ơi u não. Trời ơi Hiếu, con ra đây. Bây giờ không biết suy nghĩ như loài người đâu. Nói một là hai, nói hai là một. Không tin sao? Số mấy đây? Số một. Số mấy đây? Số một. Hai số. Đúng rồi. Trời ơi. Không dám phiền gia đình đâu. Đi. Khoan đã. Đừng. Hiếu à. Bây giờ, trời ơi, tuổi già bệnh tật nó tới lẹ quá. Mà lương tháng có 4 triệu thì làm đúng. Sao mà xoay sở được hả? Đúng rồi. Hiếu ơi. Thôi bây giờ mẹ tính vậy đi. Cho ông nghỉ luôn đi. Mẹ giỡn. Ý là cho nghỉ để giữ sức khỏe. Đúng rồi. Má đừng nói nữa. Con biết con phải làm gì mà. Con biết lương tâm con phải làm gì mà. Đúng rồi. Bác ổn không? Không ổn lắm đâu. Ngoài u não ra. Trời còn nữa hả? Ông còn bị ung thư đầu gối. Trời ơi.
Trời ơi, hèn chi ông nhúng hoài à. Khớp, 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 bị đau, khớp, 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 khớp. Đau, khớp, trời ơi, khớp. Thôi bây giờ đi đây. Chỗ ai? Xuống máy đây. Chỗ một. Ok. Chỗ. Cái này không biết chỗ mấy. Nếu mình nói chỗ không nó cũng ừ. Mà mình nói chỗ ba nó cũng ừ. Thì nói mẹ nó chứ ok. Chính xác. Bác nặng lắm rồi. Thôi bây giờ vậy. Cái tài khoản của chú không có. Tài khoản vẫn còn ấy. Tài khoản công ty cấp đó vẫn còn 9765 343275. Là tài khoản của ai? Tài khoản của ổng chi nhánh Cầu Giấy. Gì đấy? Ông đã chuyển tiền qua. Cái gì đấy? Điện thoại nó rung. Cái gì? Cái gì đấy? Đếm hộ tôi có bao nhiêu cái số không vậy? Quan đơn vị này, chục này, trăm này, nghìn này, chục nghìn này, trăm nghìn này, triệu này, chục triệu này, trăm. Ôi chết mẹ thôi mà chết. Đó, bệnh ông trở nặng rồi. Ông không xài tiền được đâu, chuyển qua tài khoản cho tôi. Điên. Bắt đầu. Bác dàn ổ bên đi bắt đầu. Để con làm nghi thức. Ông chưa chết mà, liệm hả? Ba! Trời ơi, con có lỗi với ba lắm. Từ bấy lâu nay con biết ba chính là ba ruột của con. Mà từ bấy lâu nay con làm cho công ty này con chửi rủa ba. Còn ba ruột của con ở nhà nằm trên bàn thờ. Là chỉ là một bút bình phong thôi. Ba chỉ là xin ba ruột con của con với ba. Trời ơi, cái thằng điên. Làm cái gì vậy? Mày mới nói gì vậy? Con nhận nhau chứ. Cha con cái gì? Mày điên hả? Trời đất ơi, mày nói vậy rồi mày làm như tao là cái đàn bà lăn loàn, đụng ai cũng lăn chả hả mày? Ba nó là hoa dương đúng không? Hả? Thì ba nó là hoa dương đúng rồi. Thì đúng rồi, nãy má nói là nhờ có ổng thì mới có con. Đó là ba ghẻ, ba ruột bậy đây nè. Thì nè, lần đó là ông này mới ăn ốc còn ông kia là đổ vỏ. Đúng rồi. Cái gì vậy? Ba có ăn rồi nào? Ăn đi. Không, tao bị dị ứng với ốc mà. Ăn đi. Hãy trong bất cứ tình huống nào hãy cứ gật đầu. Không. Gia đình mình sum họp rồi. Má, xuống đây ôm đi. Ba là cái thằng điên hả? Cái nến xanh cả nhà ta vui quá mà. Trời ơi trời, mày khùng hả? Cái gì? Ba cái gì mà ba? Ba nói ba ổng. Cái gì? Là sao? Trời ơi là má trời. Má nói là có ổng mới có con mà. Hiểu lầm rồi. Ý của má nói á là ngày xưa đó, lúc mà má đang đi trên bờ đê, tự nhiên cái má mắc đẻ đó, mà không có gặp ai hết thì gặp ông này nè, ông hốt má vô trạm xá đó. Lúc má đẻ xong là má chỉ biết là cái người đưa má vô là Trần Văn Bắc thôi. Nhớ cái mặt ông mãi mãi. Chứ ông ba mày hồi nào? Hoa trinh nữ. Công chuyện là như vậy. Chỉ có một cú xe ôm thôi mà con trả tới 500 triệu. Ôi! Ba bác. Thôi. Không. Bây giờ thằng nào nằm kèo trên thằng đấy thắng. Bây giờ là mình... Nó đã vào tài khoản của đây rồi thì đấy cũng đừng hòng mà mong mà lấy lại. Đúng nhá. Rồi. Khóa ngay tài khoản. Bác đừng. Là cái hiểu lầm, con tưởng đó là bác là bao con. Nhưng mà bác cũng là người ơn. Đã chở mẹ con sinh con ra thì nhờ bác cũng mới có con. Bác... Thôi, tôi nói đùa cho cậu thôi. Dạ hả? Tôi nói thật, tôi chả bị hoạn gì đâu. Yeah. Thật sự ra chúng tôi chỉ muốn về quê ăn Tết thôi. Chứ còn bây giờ già cả rồi. Sống nhờ hàng, nhờ họ hàng thôi. Chứ còn không vợ không con. Đấy, chuyển sang rồi đấy. Ê, bậy. Thôi chuyển sang rồi. Ê, ổn quá. Chuyển rồi. À, dạ, nhận rồi nè. Cái gì vậy? Cái gì? Sao không đủ 500 triệu? Mẹ nó trừ phí chứ. Đúng rồi. Trong tài khoản có đồng nào đâu. Đúng nó nào trừ phí. Đúng rồi. Ai làm công công người ta phải trừ phí. Thôi, tôi nói cho cậu nghe này. Dạ. Tôi cũng xin nghỉ ở đây. Đấy, bây giờ chỉ xin cậu cái lương này để cho anh em chúng tôi về. Còn cái chuyện mà... giữa tôi với bà đó là lúc đấy thì tôi cũng chạy xe ôm thôi. Đấy rồi thấy bà đau đẻ thì tôi trở vào trạm xá thôi. Thôi bà. Đấy mà mấy chục năm rồi bà nhớ tôi cũng có cảm ơn bà. Thôi dạ. Bà, thôi. Bây giờ bác, thôi tôi đi về. Thôi hai bác đừng giận con. Thật ra là trong công ty này á, con cũng quý hai bác mới tuyển hai bác, còn làm tới vậy không phải là về hưu rồi. Tại hay ghẹo hai bác vậy thôi chứ không gì hết.
con hứa với hai bác là Tết năm nay con sẽ gửi lương đầy đủ tiền thưởng rồi cho hai bác về quê nữa. Tao không cần tiền bạc là cái gì. Dạ vậy thôi bác khỏi. Dạ, ừ, dồn hết vào đây, trả cho đây thôi. Dạ. Nói cho vui, nói cho vui. Nào thế? Nói cho vui. À, thì đây con chuyển khoản luôn cho hai bác. Rồi xong hai bác về quê Tết vui vẻ. Cảm ơn bác. Rồi cũng cảm ơn bà, lâu lắm rồi mới gặp lại. Dạ, thế bây giờ thấy con cái nó thành đạt thế này đây thì dạ, tôi cũng chúc mừng. Thưa giám đốc, tôi cũng xin hứa giám đốc, qua năm mới tôi sẽ đổi mới. Tôi sẽ xây dựng kế hoạch 3 năm. Năm đầu tiên tôi sẽ không nuôi chó trong công ty nữa. Qua năm là năm con heo, tôi sẽ nuôi heo. Trời ơi. Điên. Nó chơi cho vui thôi, không khí. Đùa thôi, nó có không khí thôi. Nói chung là thôi chúc cậu với lại bà đây là năm mới sức khỏe vui vẻ. Dạ. Cảm ơn anh em chúng tôi về quê ăn Tết đây. Thôi về chứ, Nguyễn đâu, ăn sô-cô-la cái đó về. Thôi cái đấy là tôi không dám ăn đâu. Tôi bị tiểu đường, xin lỗi nha. Thôi thôi mình về quê ăn Tết. Rồi. Thế ở lại vui vẻ nha. Hết Tết đi con đi. Dạ. Thưa quý vị, thật là vui đúng không ạ? Vâng, chúng ta vừa được xem những cái màn hài kịch, nó có bao hàm rất là nhiều ý nghĩa ở trong đó. Tôi thì ngồi đằng sau và không được nhìn các danh hài ngoài này diễn, tôi với Jennifer ngồi sau. Nhưng mà tôi cứ nhìn mấy cô ngồi đối diện với tôi, cô ấy cười, tôi đã thấy đủ thấy buồn cười rồi. Cô thì cười giật sang trái, cô cười sang phải, cô ngửa đầu lên cười, nói chung các loại cười. Và tôi hiểu rằng là vừa rồi đã mang đến một không khí rất là vui trong khán phòng của chúng ta, đúng không Jennifer? Vâng ạ. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Đoạn tái bút của Tú Nhi và Bằng Giang, thưa quý vị. Và xin lưu ý Tú Nhi chính là bút hiệu của ca sĩ Chế Linh. Và chúng ta sẽ được thưởng thức phần thể hiện của ca khúc này với giọng hát của nam ca sĩ Trường Vũ. Xa rồi em nhé, đường em cứ vui. Đừng về bên gác chợ để mặc tôi với đời. Em đi thật xa để quên chuyện ngày qua. Ở đây dù mưa gió, một mình tôi sẽ đi qua. Tôi đi tìm bôi xóa hình em trong mắt tôi, lời nào hai đứa nguyện và tìm quên kỷ niệm. Men cay từng đêm cùng chi đầy đọa thêm tình nhân hỡi, trừ xin giả nhân tên. Tôi ngờ em còn thơ như lòng tôi ước mơ, nên thầm yêu tha thiết và nguyện sẽ tôn thờ. Đâu ngờ nhọc nhằn trong tình yêu giờ đây xót xa nhìn. Cơn mưa nào không dứt, buồn riêng ai chẳng phai. Lời nào không chuốt chảy, tình nào luôn thắm hoài. Tôi không giận em, nhưng tiếc buồn tơ duyên. Tầm tay nào tôi với, tình đã cách xa rồi. Thank you.
tôi đi tìm bôi xóa hình em trong mắt tôi. Lời nào hai đứa nguyền và tìm quên kỷ niệm men cay từng đêm cùng chỉ đầy đọa thêm tình nhân hỡi trừ xin giả nhân tình. Tôi ngỡ em còn thơ như lòng tôi ước mơ nên thầm yêu tha thiết và nguyện sẽ tôn thờ. Đâu ngờ nhọc nhằn trong tình yêu giờ đây xót xa cơn mưa nào không dứt buồn riêng ai chẳng phai lời nào không chuốt chảy tình nào luôn thấm hoài. Tôi không giận em nhưng tiếc buồn tơ duyên tầm tay nào tôi vơi tình đã cách xa rồi. Tôi không giận em nhưng tiếc buồn tơ duyên tầm tay nào tôi vơi tình đã cách xa rồi. Trời. À, lúc nãy tôi đứng và nghe Jennifer Phạm mà tôi thấy giới thiệu về cái bài hát này với liên tưởng với lại những cái gì mà chúng ta vừa xem trước đó của nhóm hài Hoài Linh, tôi thấy nó đúng quá. Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh Trường Vũ, cũng rất may là trong Xuân Phát Tài mới được gặp anh. Xem anh thì nhiều rồi, rất mến mộ giọng ca của anh, rất thích những cái bài hát của anh. Và khi mà xem cái clip là ở trong chương trình Thúy Nga Paris tôi không nhớ, thì có một cái bài mà Liên Khúc Nghèo anh hát. Và tôi nghe và tôi nghĩ ngay rằng là cái ông này có lẽ là không ông nào trên thế giới này nghèo hơn cái ông này. Bởi vì nghe cái Liên Khúc Nghèo của ông với cái giọng ca của ông nó quá nghèo đi. Thế thì thấy rằng là chương trình của chúng tôi thì có tên gọi là Giận Mà Thương. Thế nhưng mà ai mà giận được một cái ông như thế này đúng không? Ông chắc này chắn thì là với anh Trường Vũ thì phải bỏ luôn cái vế đầu chỉ thương thôi. Tại vì khổ vừa nghèo mà còn thất tình nữa thì không thể nào mà giận được. Quý vị có đồng ý không ạ? À? Chắc là đúng không? Chắc dạ. Là chưa bao giờ Trường Vũ bị ai giận mà chỉ được người ta thương thôi, đúng không? Cũng có đấy anh. Nhiều khi mình đâu có biết đâu. Bây giờ thì nếu mà trường hợp nói về sân khấu thì cũng có một vài người giận. Nhưng mà không biết. Nhưng mà ở nhà thì nhiều người giận mình lắm. Nhưng mà khi mà ca sĩ Trường Vũ hát những cái bài hát buồn ấy thì nghe nó buồn rơi, buồn rụng. Hát về nghèo thì nó nghèo rớt mồng tơi, không còn gì có thể nghèo hơn ấy. Thì Trường Vũ có bao giờ chiêm nghiệm trong cuộc đời của mình cảm thấy mình có cái gì đáng thương nhất không? Đối với Trường Vũ thì có nhiều kỷ niệm đó. Tại hồi xưa lúc mà còn nhỏ thì thật sự là nghèo thiệt. Nhưng mà tới hiện tại vẫn nghèo như thường. Vẫn nghèo như thường. Hy vọng là đến với Xuân Phát Tài thì sẽ phát tài hơn. Đây là lần thứ mấy Trường Vũ xuất hiện ở trong chương trình Xuân Phát Tài? Lần thứ mấy ạ? Dạ, lần đầu tiên. Lần đầu tiên luôn. Lần đầu tiên gặp khán giả. Chúng ta chào đón người đầu tiên đến Xuân Phát Tài và hy vọng là sẽ không phải lần đầu tiên, bởi vì sau cái này thì hy vọng là sẽ bớt nghèo hơn và sẽ tốt hơn. Hy vọng trúng số rồi. Để chào đón Trường Vũ đến với Xuân Phát Tài lần đầu tiên và hy vọng không phải là lần cuối cùng mà anh sẽ còn đến với chúng tôi để như anh nói là có thể là đổi vận đúng không? Có lẽ là chúng ta sẽ... Nhưng mà nếu mà lần đầu tiên đến với Xuân Phát Tài mà chỉ hát một bài thôi thì hơi bị thiếu sót. Không biết rằng là anh Trường Vũ có thể gửi đến khán giả thêm một ca khúc nữa được không ạ? Nếu quý vị đồng ý thì cho một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Cảm ơn quý giả. Nếu mà quý giả còn thương mến Trường Vũ thì hy vọng là năm nào cũng Trường Vũ cũng tới đây để hát cho quý khán giả nghe. Và vỗ tay lớn lên quý khán giả. Chúng ta cứ coi đó là lời hứa đi, đúng không? Trường Vũ coi như đó là lời hứa của một ca sĩ, của một người đàn ông. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thay đổi không khí một chút đi. Trường Vũ sẽ gửi đến tất cả chúng ta một cái ca khúc nó có vẻ nó lạc quan hơn, nó vui hơn một chút so với những cái gì mà vừa nói chuyện xong. Bài hát có tên gọi là Mùa Xuân Đó Có Em, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Việt Thu. Và bây giờ xin mời sân khấu của Trường Vũ. Dạ, cảm ơn.
nếu chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn hơn manh cội mai già. Và mùa xuân quên mặc áo mơ hẹn hò xa xưa còn nguyên tất cả, dành cho em tình yêu rất lạ. Dù sao anh cũng về, mong xuân đã chín đỏ, bàn tay nâng niu hoa cúc, bàn tay hiu hắt giọt lệ đầy. Em có nghe trời vào xuân chưa, bên sông từng giọt nắng vàng chợt lửa thương. Và mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp, anh không biết xuân về lúc nào. Lời tình đông đưa theo gió, mình yêu nhau mấy tuổi xuân rồi. Cảm ơn Trường Vũ. Vâng, kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại hai cặp song ca với phong cách rất khác nhau thưa quý vị. Đầu tiên sẽ là cặp song ca Nguyễn Hưng và Lưu Bích với sáng tác Yêu của nhạc sĩ Nhật Trung. Và sau đó sẽ là liên khúc Sao Chưa Thấy Hồi Âm, sáng tác của Châu Kỳ, và Đoạn Buồn Đêm Mưa, sáng tác của Tú Nhi và Vinh Sử, qua tiếng hát của cặp song ca Cẩm Ly, Hoàng Lê. Xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức sau đây. Hãy
tình yêu không hứa. Hứa chi em, hứa chi em, hứa cũng vậy thôi. Tình yêu thì không gian dối, tình yêu thì không tiếc nuối. Cho yêu nhau, dấu thương nào mình mang bên nhau, không rời xa. Cần chi dù cho đời đắng cay, yêu là yêu ngàn đời xin dâng hiến. Yêu tình chi là thương ngọt ngào như trong vai, yêu tình chi là như trong phút giây. Yêu mà sao người nỡ để lòng anh đớn đau, yêu mà sao tình em vội lãng quên. Không cần chi dù cho đời đắng cay, yêu là yêu ngàn đời xin dâng hiến. Yêu cần chi lời hứa ngọt ngào chứ trong vai, yêu cần chi ánh mắt trong phút giây. Yêu mà sao người nỡ để lòng anh đớn đau, yêu mà sao tình em vội lãng quên. Kể nghe niềm ước mơ.
trời không sao thưa, đường lề ướt ó tối, mưa khuya về hiu hắt đi vào hồn. Chuyện đời quên đi thôi, dĩ vãng xa lắm rồi, cười lại để làm chi nữa người ơi. Chiều nào nắng ly bôi, tình vừa mới chấm nối, tay không mà mơ ước đi vào đời. Để rồi bao năm trôi, thênh thang đường không lối, nhờ có hương muốn về rồi lại. Không hẹn gặp nhau đêm nay, chân nghèo sưởi ấm bút xa, đêm từng bước đêm về trên mái lá. Em mơ ước làm sao cho tròn mối duyên đầu, đẹp lòng anh yêu dấu. Xưa chức nữ chàng hưu, từng đắng cay dài dầu. Chừng nào mưa thôi rơi, đường trần nắng dẫn lối, mưa tan vào sương khói xuôi về nguồn. Để người em năm xưa thôi không còn thương nhớ, mỗi lúc nghe gió về kể chuyện mưa. Còn anh từ xa cách làm em hơn em trách, không còn thương nhớ, mỗi lúc nghe gió về kể chuyện mưa. Mỏi mòn đời hồi ấm, thêm hóa đành lẽ bóng, nhớ thương anh ngập lòng. Cảm ơn Cẩm Ly và Quang Lê. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là một phần mà tôi biết rằng nhiều quý vị biết có thông tin này và đang chờ đợi đây này. Trên sân khấu chúng ta sẽ là nhóm hài Xuân Bắc, Tự Long, Quang Thắng, Vân Dung, Dũng Nam và Quốc Dối. Và họ sẽ đem đến cho tất cả chúng ta một tiểu phẩm có tên gọi là Dâu Rồi. Xin mời quý vị. Nhà em là gia đình hưu trí, tất cả gia đình nhà em ấy là ăn ở rất là đàng hoàng, cả cái khu phố này người ta ai người ta cũng yêu quý, ông chồng nhà em cũng thế đấy, tử tế lắm, đảm đang cơm rang hành mỡ lắm, chiều vợ lắm các bác ạ. Ôi tôi đang
tắt nha. Chuyện tế nhị không thể nói được. Gớm sáng sớm ra hôn mình đến chụt một cái lại bảo chuyện tế nhị. Chắc là lại đòi ấy một cái này. Gớm nỡ mà ra rồi mà lại cứ còn nắm chuyện này. Tù ti tú tí, người ta phải để buổi đêm như ai này ban ngày ban mặt thế này ngượng chết đi được ấy. Rõ thật đi. Ôi trời, ông ơi vào đây. Bà xem lại bà đi. Động cứ là chỉ có nghĩ ra những cái điều đấy thôi. Oai. Bây giờ pháo đã tịt ngòi, gia tài còn lại một vòi nước trong. Ông hay. Chuyện gì mà cứ sáng ra ông cứ giấm giấm rúi rúi là thế nào hả? Thế trong cái ba lô nó là cái gì? Trong cái ba lô nó là tiền. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, ông ơi là ông ơi. Trời ơi, ông ơi là ông ơi. Tại sao ông lại đi ông cướp ngân hàng? Trời ơi, ông ơi là ông ơi. Cầm mẹ mồm đi. Nhìn em thế này nó bảo em đi cướp ngân hàng. Vợ với chả con. Thế không cướp ngân hàng thì tại sao có cả một ba lô tiền thế kia? Bà làm sao đấy? Tiền này là tiền tôi nhặt được. Nhặt được hả? Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Bà làm cái gì đấy? Thì còn làm cái gì nữa? Mẹ đếm tiền chứ còn làm cái gì? Chưa nhìn thấy con này đếm tiền bao giờ à? Sao bảo gia đình văn hóa? Mẹ gia đình văn hóa cũng phải đếm tiền. Đếm đi, đếm đi, đếm khẩn trương vào. Này, tôi đi tập thể dục về. Nhìn thấy cái túi đèn đen, tôi lại tưởng là túi rác. Nhưng mà túi nó đẹp, tôi nghĩ là đổ rác ra, rồi sau đó mang túi về dùng. Thế mà, hóa ra là tiền ấy. Chết rồi. Sao? Chết rồi ông ơi. Sao? Nhà mình giàu rồi. Nhà em giàu rồi các bác ơi. Ôi trời ơi. Ôi lạc nước ơi, tôi giàu rồi, lạc nước ơi, tôi giàu rồi. Nhà tôi nhặt được tiền, chồng tôi nhặt được tiền. Cướp. Cướp đâu? Im mẹ mồm đi, cứ gào ầm to như thế khác gì bảo cướp ơi đến nhà em mà cướp. Khẽ khẽ cái mồm thôi. Ờ đúng rồi, ông ơi ông, mình làm gì với cả cái số tiền này hả ông? Mình làm gì nữa, giàu rồi. Giàu rồi. Bố mẹ ơi. Ai đây? Con ơi, con là thằng Hỏa đây. Thằng Hỏa con thằng mình bà. Ông ra mở cửa, ông ra rồi, mở cửa rồi, đi. Rồi, rồi, để tôi mở cửa. Ông ơi, đừng ra mở cửa, đừng ra mở cửa. Sao, sao? Trời ơi, thời buổi này trộm cắp như rươi ông ạ. Rồi. Tôi bảo này, có khi lúc nãy là ông bị thằng nào nó theo dõi rồi. Bây giờ ông phải thử xem đấy có phải là con mình không. Nhỡ đâu vào cướp, nó bóp cổ mình, nó giết mình thì chết ông ạ. Ờ, Hỏa ơi. Bố nhận ra rõ ràng là con rồi. Nhưng mà theo nguyên tắc quản lý, bố vẫn phải kiểm tra. Bà kiểm tra. Này này Hỏa ơi. Dạ. Thế bố mày tên là gì hả con? Bố con tên là Nguyễn Sơ Khai. Hai bố con là Khai Hỏa. Đúng rồi. Này nhưng mà cái chuyện này ai cũng biết. Bây giờ ấy là bà hỏi cái gì mà chỉ có hai mẹ con biết thôi. Ừ nhỉ. Đúng rồi. Để tôi nghĩ ra rồi. Hỏa ơi! Dạ! Thì cái lúc mà bố mày không có ở nhà thì chỉ có hai mẹ con thì mẹ mày hay nói câu gì hả con? Mẹ hay mắng con là ui giời ơi! Cái mặt mày ngu như cái thằng bố mày ấy! Nó nói đúng không ông? Đúng cái gì? Hả? Hả? Nó bảo mặt... Thế hóa ra là không có tôi ở nhà, bà mắng nó là mặt ngu như mặt tôi à hả? Bố quá! Thì cái lúc mà người ta bực mình lên làm sao mà cái tân nắng tóm lại là có chứ? Đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, mở cửa. Mở cửa, ông mở đi. Ông mở đi. Vào đi con ơi. Ôi giời ơi. Ban ngày như thế này rồi đóng cửa và làm cái gì? Cứ như là buôn bạc giả thôi. Im mẹ mày mồm đi. Làm sao? Mày đừng có nói đến tiền bạc vào lúc nhạy cảm này. Con nói cho bố mẹ biết nhá. Con không thích con em bé đâu ấy nhá. Cái thằng này, sao lại nói thế nhỉ? Thế á? Vào đây bố mày bảo. Cái gì hả bố? Cái gì đấy? Tiền. Mày xem đi. Tiền gì ạ? Đây, tao mở cho. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi.
Ôi trời ơi, bố mẹ ơi, con cảm ơn bố mẹ. Bố mẹ ơi, con cảm ơn bố mẹ rất nhiều. Bố mẹ đã ăn chắc đẻ dè, dành tiền để cho con khởi nghiệp ạ. Con cảm ơn bố mẹ, con... Sư mà, tiền nào tiền của mày? Hả? Tiền này là bố mày nhặt được. Nhặt được đi hiểu chưa? Hả? Bố nhặt được tiền á? Ừ. Ôi trời ơi, bố nhặt được tiền á? Ôi trời ơi, bố nhặt được tiền á? Mày trời ơi, bố nhặt được tiền. Thứ mày, tiền thứ mày. Làm sao à? Ai đẻ ra mày mà sao mày ngu thế à? Nó con bà đấy bà. Nhìn thấy tiền là gào tướng lên như kiểu muốn nhảy qua hàng rào mà lại còn nữa. Ai đẻ ra mày? Mày con nhà ai? Tiền bố mày nhặt được đấy. Bố nhặt được tiền à? Bố ơi, tại sao bố không nhặt sớm hơn cho gia đình mình đỡ khổ bố? Mày cứ làm như là tiền nó chờ mình ở ngoài cổng để bố mày nhặt đi. Mời mời bố mẹ đứng vào đây. Mời bố mẹ đứng vào đây. Đây, đây, để đây. Con chụp một kiểu ảnh đăng lên trên mạng cho nó máu. Đấy, cho bạn bè con nó biết nhà mình là giàu rồi. Thằng tên này. Mày chụp cả bố cả mẹ mày, mày cứ đống tiền này trên đấy thì cũng mà mời ông chơi à? Sao mày ngu thế hả con? Thế thì thôi, không chụp ảnh nữa, rồi. Không đăng lên Face nữa. Rồi. Thế nhưng mà bây giờ giải quyết số tiền này như thế nào? Bởi vì nó quá nhiều. Ông ơi. Hả? Thế bây giờ nhà mình giải quyết cái số tiền này thế nào? Bởi vì nó quá nhiều ông ạ. Ừ nhở. Đột ngột quá. Ừ. Cứ mong giàu mà tự nhiên giàu đánh phịch phát ông lại sợ ấy. Tôi có cách rồi. Cách gì ông? Bà là chủ tài khoản gia đình. Bà nghĩ cách đi. Ừ nhỉ. Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Mẹ. Mẹ nghĩ cách đi. Tôi nghĩ này nhá. Rồi. Bây giờ hai bố con này, nhà mình là bao nhiêu năm nay thắt lưng buộc bụng rồi. Bây giờ mình cứ ăn thả phanh đi, ăn tá lả đi, mua thịt, mua cá, mua mắm, mua muối, coi là chặt nhà đi. Rồi. Mà hôm nay này, tôi quyết định ra chợ, tôi sẽ mua ngay một con cá 7 cân. Nhà mình chỉ ăn đúng khúc giữa thôi, còn lại khúc đầu mấy khúc đuôi là mình vứt luôn. Sang trọng quá bà. Bây giờ mình nói đến chuyện ở đi. Ở đi. Ờ. Ăn là phải kèm với ở. Đúng rồi, rồi, rồi. Bây giờ rồi. Thế này, con nghĩ là cách như thế này thì bố xem bố có duyệt được không nhá. Rồi. Con sẽ mua một cái nhà của bác Quốc ở bên tay phải nhà mình. Rồi. Đấy. Xong con lại mua tiếp cái nhà bác Nam ở bên tay trái nhà mình. Rồi. Con mua tiếp với cái nhà của cô Dung ở đằng sau. Rồi. Được chưa? Rồi. Sau đó con đập đi toàn bộ, nhá. Xây lên một cái nhà nhỏ thôi, 7 tầng. 7 tầng. Vâng, 7 tầng. Nhà mình giàu. Mày xóa đi. Xóa luôn à? Bố rồi. Mày không tiếc tiền. Vâng. Quan trọng là phải chi tiêu cho nó đúng địa chỉ. Đúng. Xây 7 tầng chưa hết tiền đâu. Làm sao mà hết được hả bố? Thế bây giờ mình làm nhiều thế nào tiền đó, thế ông? Này cơ mà. Ôi trời ơi, bây giờ còn làm việc gì nữa đây? À chờ chờ chờ. Từ thiện, từ thiện. Đi từ thiện. Rồi 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 rồi. Chờ tôi một tí. Sẽ đi từ thiện. Đúng. Mình phải đi từ thiện đi. À nhưng mà thôi thôi thôi. Sao? Bố ơi. Theo ý con là thế này nhá, bố đừng có đi từ thiện nữa. Rồi. Đấy bố thấy đấy, bây giờ đấy, nhà nhà đi từ thiện, người người đi từ thiện. À. Rồi cuối cùng người ta toàn lấy tiền của người khác đắp vào người mình thôi. Mày tốt nói là... thế thì không được đâu, không. Mất quan điểm ấy. Không, con nói bố nghe, tốt nhất là bố muốn từ thiện ấy, thì bố từ thiện luôn cho họ hàng nhà mình như này. Bởi vì họ hàng nhà mình cũng đang nghèo lắm. Đúng, người đấy. Trong nhà mình nên giúp đỡ nhau trước. Vâng. Rồi. Tôi là tôi thống nhất như thế. Nhà mình có được lộc lá ngày hôm nay cũng do ông bà tổ tiên họ hàng mà có. Rồi. Thế cho nên con nạn nhà mình đại gia rồi, sống sinh đi. Này, thế gọi mọi người đến mà cho tiền à? Không, mùng 1 Tết mình mời tất cả họ hàng đến nhà mình ăn cơm. Rồi. Rồi. Sau đó mình phát phong bì cho họ. À, rồi. Bao lì xì. Được. Thế bây giờ là mấy chục người thế thì mày định phát cho mỗi người bao nhiêu? Dạ, theo ý con là con phát cho mỗi người 50 triệu. Mày điên à? Hả? Cái gì mà lại 50 triệu hả trời? 50 triệu á? Con hiểu ý mẹ rồi, thôi con xin lỗi mẹ. Thôi thì con phát cho mỗi người 70 triệu. Ôi trời. Ôi trời ơi, 70 triệu à? Thế thì mỗi người 100 triệu. Ôi trời. Bao nhiêu? Quan điểm bà thế nào bà nói rõ ra. Thế bao nhiêu à? 300 nghìn thôi. Ôi trời. Mẹ ơi, từ thiện cho họ hàng nhà mình mà lại mỗi người có 300. Thế thôi. Bao nhiêu năm ăn kham ăn khổ rồi, bây giờ có tí tiền thế này, mày mang đi mày từ thiện hết thì còn gì gia đình nhà mình sống nữa con. Thôi giờ thế này đây, tao khuyến mại cho thêm mày 20 nghìn nữa là 320 nghìn. Được rồi, thôi đi rồi. Nhưng mà từ thiện thế cũng chưa hết tiền. Ừ, bây giờ này, bố mẹ nhìn con đây này, ăn mặc xộc xệch quá. Thì bây giờ bố mẹ cho con ít tiền để con mua quần áo mới đây.
Tiền cho mày mua quần áo mới à? Vâng. Tiền cho mày mua quần áo mới. Vâng. Con. Dạ. Xuất kho. Xuất kho không ạ? Úi giời. Con xin ạ. Úi giời. Con xin ạ. Sang trọng nó cho tiền con phải thế này. Bắt lấy con. Úi giời. Con xin ạ. Dạ. Mày đi mua quần áo xịn nhất, ngon nhất, mẫu nhất, mốt nhất, mặc cho nó sang trọng. Con cảm ơn bố. Rồi. Con cảm ơn mẹ. Rồi. À, con đi bố ạ. Con đi dạ. Mẹ. Dạ. 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 Dạ ngay, dạ. Dạ ngay. Mày mua ở chỗ nào xa xa. Vâng. Đừng mua mấy cái phố quanh đây rồi người làng, người xóm người ta biết. Vâng. Biết là nhà mình giàu có rồi thì là không ổn đâu con ạ. Vâng ạ. Xuống Thái Bình mà mua. Xuống tận Thái Bình. Vâng. Con nhiều bố. Con nhiều bố. Con đi ạ. I love you baby. Dạ. Rồi không ạ? Tôi không thể tưởng tượng. Tại sao nhà mình lại có ngày hôm nay không? Sao lại thế được bà nhỉ? Cất tiền, cất tiền. Cất tiền, cất... Nhưng cất mà tiền. Ông ơi, hả? Nhà mình tang hoang thế này cất vào đâu? Hả? Mang xuống dưới bếp, vùi trong cái chỗ than tổ ong ấy. Bà đập một viên ra, rắc nó lên trên. Ôi dồi ôi. Tạo hiện trường, nhà không ai phát hiện ra đâu. Rồi, đây, 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 nhanh, nhanh, nhanh. Ai ơi! Ông Khai có nhà không? Ông Khai ơi! Ông Khai không có nhà! Tôi quang điếc đây! Ông Khai mở... Ông Khai ơi! Biết rồi! Không có nhà đâu! Ông Khai ơi! Ông Khai ơi! Tôi quang điếc đây mà! Ông Khai ơi! Thôi! Ra mở cửa đi! Nhức đầu lắm! Mời vào! Ông này vào là chỉ có đánh cờ ăn lạc luộc thôi đấy mà! Ừ! Thì thế cũng được! Cứ mời vào đi! Rồi! Mời ông vào! Úi giời ơi! Sáng ngày ra mà đóng cửa sớm thế! Hả? Ôi! Chào ông! Mọi hôm giờ này là mở banh ta lành ra, thế mà hôm nay lại đóng cửa. Này, khiếp, hai vợ chồng đóng cửa trong nhà cứ như là buôn bạc giả. Im mẹ mồm đi. Hả? Đừng có chạm vào cái từ nó nhạy cảm thế. Này, hôm nay sang đây đánh có ván cờ ăn lạc thôi. Này, tôi bảo đây. Hả? Cầm lấy mấy cái này nhá. Cái gì đây? Phô tô ra. Hôm nay họp tổ dân phố phát cho tất cả mọi người. Đây toàn các bài thuốc chân gian chữa bệnh đấy. Chỉ này. Cận thị này, ông có muốn hết cận thị không? Tôi có cận đâu mà muốn. Thì ai ở nhà, bà có muốn hết cận thị không? Rất dễ, ông cứ làm như thế này. Xoa 10 lần ở Thái Dương. Xoa 10 lần ngược lại ở đỉnh Thái Dương. Xoa 10 lần ở đuôi lông mày. Xoa 10 lần ở giữa lông mày. Vuốt xuôi 10 lần. Tháng sau bỏ kính. Thế ạ? Ừ, trong này còn có nhiều bài thuốc hay lắm. Thằng Hỏa nhà ông đâu rồi? Thằng Hỏa nó đi có việc rồi. Này, thằng Hỏa nó yêu con ông Tùng ở xóm nhà mình ấy. Rồi. Sau đấy ông Tùng chuyển lên Thái Nguyên. Ông ấy chuyển lên Thái Nguyên, ông sống ở trên đấy. Hôm trước tôi lên thăm ông ấy. Ông ấy ở cạnh một bà hàng xóm rất xinh. Hai đời chồng. Đời trước có một đứa con trai, đời sau được hai đứa con gái. Xinh lắm ông ạ. Học ở dưới Hà Nội rồi. Hôm vừa rồi đi ăn cưới, lại gặp nhau. Ông bảo thằng Tùng liên lạc với bà ấy cho tôi cái. Làm gì? Hôm trước bà ấy bị trĩ, để tôi chữa trĩ cho bà ấy. Cái tuổi già rồi mà không uống thuốc Tây được đâu. Phải uống cái thuốc Nam này mới tốt này. Rồi. Chữa trĩ rất dễ ông ạ. Như thế nào? Này, lấy hai ngón tay trỏ xoa Thái Dương 10 lần, sau đó đỉnh Thái Dương 10 lần, sau đó đuôi lông mày 10 lần, sau đó giữa lông mày 10 lần, vuốt xuôi, hết trí. Tôi tưởng đấy là chữa cận thị. Hả? Đấy là chữa cận thị. Thế à? Ờ. Chắc nó giống nhau đấy. Nhớ này. Ôi trời ơi. Gì? Này. Thế hôm nay làm gì à? Bận à? Không bận gì đâu. Không phải chờ lâu, tôi sang một lúc thôi. Đánh với ông hết ván cờ này rồi tôi về. Này, lần trước thua 18 củ, lần này là không thua đâu nhá. Đấy, hai ông ngồi đánh cờ với nhau thoải mái. Tôi không chơi gái. Bà bị làm sao đấy? Già cả bằng tuổi này rồi còn chơi gái. Giờ đi đái còn trả xong, gái mú gì. Ừ thì thôi được rồi, hai ông ngồi đánh cờ với nhau, tôi không làm phiền. Hả? Bà không bảo làm gì? Phiền. Tiền à? Bà lấy tiền ở đâu? Tiền cho tôi à? Không, tức là đánh cờ ăn lạc thôi. Ừ, ăn lạc. Khổ quá, không có cờ bạc gì cả. Tôi với ông đánh vui bao nhiêu lâu nay rồi. Cờ bạc có công an người ta bắt đến phường lâu rồi. Đấy, làm thế nào với cả cái ông điên này bây giờ? Tôi chờ được, không sao cả. Riêng cứ cho tôi tiền là tôi chờ được hết. Bao nhiêu thời gian tôi cũng chờ. Ôi các bác ơi, không hiểu thế nào chứ.
Năm mươi mấy năm nay em điếc không nghe thấy gì mà tự dưng nghe thấy tiền mình lại tinh luôn. Đây, tôi chờ được đấy. Chờ cái gì mà chờ? Hả? Không làm phiền. Bà đi lấy tiền chứ gì? Khổ quá, bà nhà tôi đi giặt. Hả? Đi giặt. Nhặt được tiền à? Ôi trời ơi. Bà con ơi, nhà ông Khai nhặt được tiền. Thôi. Ôi trời ơi. Thôi đi, ông làm sao đấy? Sướng nhất nhà ông đấy. Trời ơi, tôi mấy chục năm rồi chưa nhặt được cái gì. Ông bà nhặt được tiền à? Thôi. Không nói với tôi, trời ơi, nhặt được tiền à? Ở đâu? Nhiều không? Làm thế nào với cả cái thằng điên này bây giờ? Khổ quá, đã bảo tôi chờ. Yên tâm đi. Nhặt được tiền là tôi chờ được. Này, ăn một mình là không được đâu nhá. Chia lọc đi, chia lọc đi. Bà vào trong lấy tạm mũi tiền đưa cho ông cho rồi. Yên việc đi, nhanh. Rồi. Này, bao nhiêu? Nhặt ở đâu? Nhiều tiền không? Hả? Nghe nhá. Ừ. Đừng nói cho ai biết là vợ chồng tôi nhặt được tiền. Tôi biết rồi. Không được nói với ai là vợ chồng ông nhặt được tiền. Rồi. Hả? Đây, cầm lấy. Úi dồi ôi, cho mà nhiều thế này à? Ừ. Thế thì chắc vợ chồng nó phải nhặt được nhiều lắm. Đây, ở đâu đấy, chỉ tôi nhặt với. Ôi dồi ôi, không có đâu. Thôi, về. Được rồi. Về hả? Nghe này, đừng nói với ai là vợ chồng tôi nhặt được tiền. Ông yên tâm, giữ bí mật là chắc chắn. Tôi là nhất cái khu này. Cái hội đánh cờ với mình ý, là tôi không nói đâu. Đúng. Tôi lấy tiền này tôi sẽ khoe với bọn gà chọi. Ôi gà chọi không nữa. Thế hả? Không được nói với ai. Biết rồi. Nhớ bảo cái bà mà mẹ người yêu thằng Tùng ấy, đừng gọi điện cho tôi. Gọi điện xin thuốc là tôi không nghe được đâu. Phải nhắn tin nhá. Không được nói với ai là ông bà nhặt được tiền. Rồi. Được rồi. Tôi không nói với ai là ông Khai nhặt được tiền. Ôi giời ơi, ông ơi là ông ơi. Em nói thật các bác chứ. Trước khi mình nhặt được tiền ấy, thì mình thấy hàng xóm người ta dễ thương. Từ khi em nhặt được tiền ấy, chỉ muốn chuyển mẹ hàng xóm đi chỗ khác thôi. Này ông Quang Điếc ơi, tôi là không tiếp khách nữa đâu nhá. Bác Khai ơi. Ai đây? Cháu Đại. Đại nào? Đại cảnh sát khu vực đây. Mẹ đã chết rồi ông mẹ ơi. Rồi. Tại sao ôi lại trời thế? Ơi. Sao cảnh sát khu vực nó đến nhà mình làm chú gì Đại ơi? Chú Đại sang nhà tôi có việc gì đấy? Chúng cháu sang chúc Tết hai bác thôi. Này, năm sau chúc có được không? Bác buồn cười thật. Tết năm nay để sang năm sau chúc. Rông cả năm đấy. Nhưng mà vợ chồng tôi đang bận. Bác cứ giải quyết việc riêng đi. Chúng cháu đứng ngoài đây đợi. Tự nhiên công an khu vực sang thăm hỏi một cách quyết liệt thế này là có việc rồi. Thôi ông ơi, có mở không bà? Mở đi. Không, người ta quy cho mình cái tội là chống người thi hành công vụ. Mở. Chào hai đồng chí công an. Chào hai bác. Ừ. Hai bác làm sao thế ạ? Dạ. Chúng tôi không sao ạ. Hai bác làm cái gì mà cứ như là buôn bạc giả thế ạ? Đâu có. Thật chứ không giả đâu. Thực ra không có việc gì đâu. Chúng cháu đi làm nhiệm vụ mà. Rồi. Tết nhất đến nơi rồi. Rồi. Tháng này tháng củ mật. Rồi. Trộm cắp nhiều lắm. Chúng cháu phải có trách nhiệm đi nhắc nhở các hộ trong khu vực. Rồi. Cẩn thận về vấn đề an ninh. Rồi. Gìn giữ của cải vật chất. Rồi. Nhất là tiền ý. Sao thế nhỉ? Công an nói thế là kiểu nói bóng nói gió đưa vào vấn đề đấy. Thôi báo cáo với anh công an thế này. Dạ vâng. Thôi anh vào thẳng vấn đề đi. Anh đừng làm chúng tôi căng thẳng. Dạ vâng. Này, mình vào việc luôn đi. Mình vào việc luôn nhỉ. Ừ. Úi dồi. Xin lỗi hai bác ạ. Cái còng số 8 nó rơi thôi ạ. Các bác làm cái gì đấy ạ? Không sao. Tôi có làm gì đâu. Dạ. Báo cáo đồng chí. Thế là ông Quang ông ấy nói hết với đồng chí rồi ạ? Dạ vâng. Bác Quang nói hết với bọn cháu rồi. Bố tổ sư thằng hàng xóm đẻo. Đúng là nuôi ong tay áo. Nó mang tiếng điếc nhưng mà nó biết hết đấy.
Bác Hai, bác yên tâm đi. Việc này chưa thành tội phạm được đâu. Chúng cháu mới quy vào là yếu tố để cấu thành tội phạm thôi. Dạ. Chú ơi. Dạ. Báo cáo chú thế này ạ. Dạ. Tôi nói thật với chú là lúc đầu là vợ chồng tôi định sang báo cáo công an phường đi ạ. Đúng rồi. Nhưng nhân ngày xuân sắp tới rồi mà đang vui vẻ thế này, vợ chồng tôi lại sang lại báo cáo với các chú chỉ về chuyện an ninh thôi. Đúng rồi. Thì nó phiền cho các chú quá. Dạ, báo cáo chú là chúng tôi nghĩ thế này. Ngày Tết mà nói chuyện an ninh trật tự với công an nghe nó không phải. Đúng rồi. Vâng, báo cáo với đồng chí là thế này. Chúng tôi cũng hoàn toàn vô tình thôi. Ừ. Dạ. Báo cáo đồng chí là tiền thì vẫn còn nguyên kia. Dạ. Tôi mới lấy một ít thì cho thằng Hỏa nó đi mua quần áo với cả cho ông Quang một chút chứ. Chúng tôi chưa động chạm gì đến tiền cả. Tiền gì ạ? Thì tiền tôi nhặt được đấy. Bác nhặt được tiền đó. Ô thế tôi tưởng hai đồng chí đến đây về việc đấy. Không. Hôm nay chúng cháu đến đây để là hỏi hai bác, nhắc nhở về việc bác và bác Quang Điếc là thường xuyên đánh cờ để ăn lạc. Hôm nay cho đến hỏi rõ là xem có đúng là hai bác đánh cờ để ăn lạc không, hay là cái hình thức đánh bạc trá hình. Tôi xin thề, cứ tưởng chuyện kia hóa ra chuyện này. Bay khỏi đây, bay. Tôi xin thề với hai đồng chí, với tư cách là một người nghỉ hưu lâu năm và là một gia đình văn hóa, tôi xin cam đoan với các đồng chí là chúng tôi chỉ đánh cờ ăn lạc mà ăn lạc luộc, không hề có hành vi đánh bạc ở đây. Dạ mong các đồng chí xem xét ạ. Nhưng mà cháu thấy bà con hàng xóm là phản ánh hai bác thường xuyên đánh cờ vào buổi chiều và rất to tiếng. Dạ báo cáo to tiếng là do ông Quang, ông ấy bị điếc, ông ấy nói to chứ không phải chúng tôi có xích mích gì đâu. Dạ thực ra cũng không có gì quan trọng đâu. Rồi. Bác nói như thế là chúng cháu tin rồi. Rồi. À thôi, bây giờ chúng cháu phải đi làm nhiệm vụ tiếp. Rồi. Nhắc nhở các hộ dân khác ở trong khu vực. Rồi. Thôi, chào bác nhé. Dạ. Ui giời. Cháu xin lỗi. Tay công an có khác, cứng như thép. Thế mới bắt được tội phạm. Thôi, cháu về nhá. Chào các đồng chí ạ. Đấy bác ạ. Thế mà nó quên ngay được. Oh yeah. À mà này. Dạ. Thế còn cái chuyện nhặt được tiền của hai bác ấy, cụ thể thế nào? Ôi, tôi tưởng đồng chí quên rồi. Nghiệp vụ của bọn cháu, làm sao bọn cháu quên được? Ôi giời ơi ông ơi. Thôi báo cáo đồng chí thế này. Dạ. Từ khi mà nhặt được tiền ấy là tôi cũng cảm thấy tôi cuộc sống tôi nó bị đảo lộn hết cả. Dạ. Dạ mong đồng chí hiểu thế này. Tôi đi tập thể dục về, gặp một cái túi màu đen, tôi tưởng là túi rác. Đá vào thì lại thấy cứng cứng, dở ra toàn là tiền ạ. Chính xác là bác nhặt được tiền. Dạ. Tiền, dạ nhiều tiền lắm ạ. Chết rồi. Bắt đầu nghiêm trọng rồi đấy. Vâng. Này, tại sao khi nhặt được tiền, các bác không báo với cơ quan chức năng để cho người ta giải quyết? Dạ. Như hôm nọ báo đăng đấy, có một cái xe máy bị để quên. Vâng. Để mấy ngày không ai nhận. Đến khi mở ra để kiểm tra thì bên trong có hai cái túi. Hai cái túi. Hai túi. Hai cái túi. Một túi khi mở ra bên trong là đâu hình như là 1.8 tỷ. 1.8 tỷ. Nhiều thế. Nhiều quá. Ăn chú đích thì vì số tiền mình nhặt được. Vâng. 1.8 tỷ bình thường. Bình thường. Vâng. Còn một túi nữa. Vâng. Khi mở ra các bác biết là thế nào không? Là thế nào? Cái gì ạ? Một cái tay người còn tươi rói rói. Ui dồi ôi. Mà các đồng chí là trong túi nhất thôi là chỉ có tiền chứ không có tay ạ. Các đồng chí. Nhưng mà các bác có giữ nguyên hiện trường của cái túi không? Có giữ được dấu vân tay trên đó không? Dạ báo cáo là dấu vân tay làm gì ạ? Dấu vân tay là tang chứng để cho chúng cháu điều tra. Rất có thể là dấu vân tay của chủ số tiền đó. Đúng. Mà cũng có thể là dấu vân tay của tội phạm. Nếu mà bắt được tội phạm chúng cháu xử ngay. Báo cáo đồng chí là thế này. Trên túi bây giờ chắc chắn còn dấu vân tay nhưng còn của tôi với bà ấy. Báo cáo đồng chí nhưng chúng tôi không phải là thủ phạm mà. Dạ vâng ạ. Báo cáo đồng chí là đồng chí giải quyết. Thôi các bác không phải lo. Dạ. Bây giờ như này. Thế nào ạ? Chúng cháu sẽ lập biên bản ngay tại đây và đưa lên phường để xử lý. Dạ. Đưa lên phường xử lý à? Dạ vâng. Nhưng mà xử lý thế nào hả chú ơi? Nếu như mà trong vòng một tháng không có ai đến nhận hoặc chứng minh được số tiền đó là của người ta. Dạ. Thì hai bác sẽ được nhận sau khi trừ tiền thuế.
vẫn còn hy vọng. Ừ, ông ơi, may quá. Nào đồng chí, làm việc đi. Vâng. Hôm nay, ngày 28 tháng 12, tại gia đình nhà ông bà Khai. Bố tôi... mẹ ơi, bố mẹ ơi. Bố mẹ ơi, bố mẹ ơi. Sao đấy ạ con? Ơi, bố mẹ ơi, cứu con. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, chàng Hỏa. Ôi trời ơi, con trời ơi, con ơi. Con ơi. Mày làm sao mày làm sao con? Thế này? Con nghe lời bố. Bố bảo là đi xuống Thái Bình mà mua quần áo. Thế là con... Thôi con không xuống Thái Bình bởi vì nó xa quá. Con mua ngay gần Đông Anh đây thôi. Rồi con lên xe buýt. Con sợ mọi người theo dõi con. Rồi con lại xuống xe buýt. Con đi chuyến xe khác. Con lại quay lại đằng sau xem có ai theo dõi mình không. Con lại xuống xe buýt. Con lại đổi. Con lại đi xe ôm. Xong rồi con lại đi xe buýt. Rồi cuối cùng con đến cửa hàng quần áo. Con bao trọn cả cái cửa hàng đấy. Ai mà bán hàng cho con, ai phục vụ con là con bo hết. Rồi cuối cùng con mua được 3 bao tải. Khi thanh toán tiền nó đấm con vỡ mồm, nó bảo mày tiêu tiền giả à. Sao lại tiền giả? Tiền giả. Ông Khai ơi, ông Khai ơi, ông Khai ơi, ông Khai ơi, ông Khai ơi. Cái gì vậy? Ông Khai ơi, trời ơi. Thằng Hỏa, dạ, mày đi chòi gà về à? Đâu ạ? Tiếc quá, trông mặt mũi kinh thế này, năm hết Tết đến rồi. Sao lại ăn mặc mặt mũi trông kinh quá. Cảm ơn ông bà, cảm ơn ông bà. Ôi, cảm ơn, xin chào hai đồng chí. Cảm ơn, ôi giời ơi, mừng quá. Cái số tiền bà cho tôi ấy, tôi đưa toàn bộ cho bà nhà tôi. Bà ấy đi siêu thị, sắm một cái Tết cực kỳ sang trọng. Năm nay nhà tôi ăn Tết to hơn năm ngoái. Này, ông bà nhặt được tiền cho tôi. Thế đã cho hai chú chưa? Ôi yên tâm đi, ông bà này thơm thảo lắm. Không phải ăn một mình đâu. Rồi sẽ cho đến lượt hai anh. Chúc mừng, ôi giời ơi, chúc mừng. Này, đi. Tiền đấy ông tiêu được hả? Không, tiền thật chứ không phải giả. Thế chú mày, thế sao ông bác đây tiêu được mà mày không tiêu được, mày bảo tiền giả hả? Sao lại mắng con nó, thế bà lấy tiền ở đâu đưa cho nó? Thì tiền đưa cho thằng này là tôi lấy ở trong cái ba lô. Ô mà tay tôi lấy mà. Chứ còn gì nữa, còn tiền đưa cho ông này là tôi lấy ở trong cái túi của tôi. Tiền nào bà lấy trong túi? Thì cái tiền 5 triệu 2 ông đưa cho tôi để sắm Tết cho cả gia đình đấy. Ôi tôi chết rồi. Ôi chết rồi. Nhặt thì nhặt được tiền giả mà ra lộc thì ra lộc tiền thật thế này rồi. Ôi cảm ơn nhá, tôi không liên quan đến những cái việc xảy ra ở đây nhá. Cảm ơn ông bà nhá, rất cảm ơn, rất cảm ơn. Ô hô, đời thế mà lại hay các bác ạ. Đôi khi cứ điếc điếc lác lác thế mà lại sướng. Bà con ơi, nhà ông Khai nhặt được tiền nhưng mà toàn tiền giả. Ôi trời ơi. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay bằng một ca khúc hết sức ý nghĩa để gửi đến quý vị. Đó chính là ca khúc Tết Phát Tài, được thay cho lời chúc của chúng tôi cũng như là lời hẹn gặp lại quý vị tại Xuân Phát Tài 10. Thưa quý vị, chương trình hứa hẹn sẽ là một chương trình nghệ thuật đặc biệt gửi lại ký ức 10 năm gắn bó với khán giả tại thủ đô cũng như là khán giả theo dõi trên kênh YouTube của Xuân Phát Tài. Và chúng tôi cũng xin mời tất cả các nghệ sĩ lên sân khấu để tham gia bài hát Tết Phát Tài cuối cùng này gửi tới tất cả quý vị khán giả thân yêu của Xuân Phát Tài. Xin mời các nghệ sĩ. Sai tiếng trống, hoa xuân tươi đón chào, thêm nhẹ nhàng đón Tết khắp thôn quê bên đô thị xa. Ai đang mua sắm Tết, dàn cánh xa tiếng cười, mừng hoan vui câu chúc Tết quê hương khắp nơi mừng vui. Trông ra ngày xuân mai dưới đào vàng mộng tươi, kính chúc nhân gian xuân phát lộc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhận thoáng bắt niềm. Năm qua chưa duyên thấm, năm nay ăn cưới nàng. Năm nay mong con cháu tết đến đây chúc nhau đoàn viên. Năm qua chưa sung túc, năm nay thóc lúa nhiều. Nhìn qua mang phú quý tết nơi đây chúc nhau bình an. Rộn ràng ngày xuân mai dưới đào vàng hồng tươi. Kính chúc nhân gian xuân phát lộc. Trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành cùng với chương trình. Công ty cổ phần dược phẩm Việt Đức với nhãn hàng Soasico, công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà với nhãn hàng Như Hoàng Thanh Tâm, công ty cổ phần TTC, công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện PTI, công ty Sơn Phát với dự án Lada Green, thẩm mỹ viện Thiên Hòa, công ty cổ phần Toàn Cầu, công ty cổ phần dược Phúc Vinh với nhãn hàng Mặc Quyết Xe Bà Ba, trăm năm chúc mừng phước lộc nhà và công ty trách nhiệm hữu hạn Công sứ Đại Hoa. Tết 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 vui đến vui, tết 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 mang phúc lành, tết 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 luôn phát tài. Thưa quý vị, vậy là Xuân Phát Tài chín đã khép lại tại đây. Tôi hy vọng là sẽ mang lại cho quý vị nhiều những niềm vui hơn nữa trong Xuân Phát Tài 10. Và một lần nữa xin được thay mặt cho ban tổ chức của Xuân Phát Tài cùng các anh chị em nghệ sĩ xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý vị đã dành tình cảm cho chúng tôi. Và xin hẹn gặp lại tại Xuân Phát Tài 10. Xin chúc quý vị một năm mới mọi điều tốt lành. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Kính thưa quý vị và tất cả các bạn, hiện nay chúng tôi đang ở hậu trường của chương trình Xuân Phát Tài 9. Và nếu như chúng tôi nhớ không nhầm thì năm trước là Xuân Phát Tài 8, đúng rồi. Và năm kia là Xuân Phát Tài 7 đấy. Đúng rồi. Nếu không năm có gì thay đổi là Xuân Phát Tài 6 đấy. Đúng rồi. Thế em nói nốt. Nếu không có gì thay đổi thì năm sau sẽ là Xuân Phát Tài 10. Xin chào nam ca sĩ Trường Vũ. Rất là vui cho Xuân Phát Tài lần thứ 9 năm nay được chào đón anh. Và xin anh cho biết cảm xúc của anh tham gia chương trình ngày hôm nay vậy ạ. Bữa nay cảm thấy rất là vui, lần đầu tiên cộng tác với Xuân Phát Tài. Có lẽ ngày hôm nay rất là vui vì trở lại sân khấu không hát một mình mà hát với Cẩm Ly. Đây là một ca sĩ mà Quang Ly rất là yêu mến từ xưa đến nay mà chưa có một dịp để song ca. Thì hôm nay là hai chị em chúng tôi song ca một cái bài gọi là rất là tuyệt vời, rất là ý nghĩa. Dạ cổ của Hoài Lan, Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài Lan. Đi có cái chữ Lan đó. Như nãy Ly cũng đã chia sẻ là cũng vẫn đi một thời gian không có tham gia chung với Xuân Phát Tài. Ở những số đầu tiên thì Ly cũng có đóng góp đó, cũng có tham gia thường xuyên nhưng mà sau đêm thời gian thì không tham gia. Hôm nay là lần quay trở lại thì cảm thấy cũng vui vì hôm nay trời cũng mưa, cũng rất là sợ là không biết khán giả như thế nào đến đây nữa. Cho nên mà thấy khán phòng rất là đông, chứng tỏ rằng sự yêu mến của khán giả đối với Xuân Phát Tài rất là nhiều và nó cũng đã tồn tại cái số thứ 9. Ly hy vọng rằng không phải lần quay trở lại này là lần này thôi mà có thể là những năm sau đó mình có thể có cơ hội để góp mặt vào cái Xuân Phát Tài để đem đến một món quà tinh thần cho quý vị khán giả ở trong những ngày xuân đầu năm. Dương Giang cũng có tham gia Xuân Phát Tài rồi và đây là lần trở lại vì mấy lần trước là bận, thế nên là rất là vui vẻ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian yêu dõi, dành thời gian theo dõi Hoa Dương cũng như là yêu mến các chị em nghệ sĩ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Dạ, lần này là lần thứ hai Hứa Minh Đạt tham gia chương trình Xuân Phát Tài. Cảm giác rất là hân hoan khi bước sân khấu mà khán giả tràn ngập. Là cảm giác nó hân hoan và hân phấn, tất cả những nghệ sĩ đều tung hứng trên đó.
Chúc Xuân Phát Tài ngày càng một phát triển hơn, phát tài hơn. Cảm xúc rất là vui. Trước khi vô năm mới, Lubic được có mặt đêm nay, mọi khán giả đông đảo như thế này là đã đem một cái sự hạnh phúc cho Lubic rồi. Trước hết, Nguyễn Linh xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả thân thương của thủ đô Hà Nội. Cái cảm xúc của Nguyễn Linh thì phải nói là sẽ không có nói được hết, nhưng mà Nguyễn Linh chỉ nói là một cái vinh dự là đây là lần thứ hai Nguyễn Linh lại trở lại với thủ đô để được hát và trình diễn cho quý vị xem. Mặc dù kính thưa quý vị, Nguyễn Linh vừa mới làm một cái tour ở bên châu Âu, tức là đi suốt, cho nên là cái thời gian nó rất là mệt quý vị. Mà Nguyễn Linh phải bay từ London về tới đây, về tới xuống phi trường Nội Bài là hết mười mấy tiếng, 11 tiếng, và cộng lại cái sự chờ đợi nữa. Thì nhưng mà đối với Nguyễn Linh, cái cảm giác mệt đó nó chỉ là một lúc thôi. Nhưng mà cái cảm giác hạnh phúc nhất của Hưng đó là để trở lại với thủ đô, được gặp gỡ tất cả quý vị khán giả thân thương nơi quê của mẹ Nguyễn Linh, và được trình diễn, mà nhất là cái mùa xuân mà tất cả những người Việt Nam chúng ta đang chuẩn bị để đón một cái xuân 2019. Thôi từ đây thì Nguyễn Linh cũng rất là cảm ơn trước hết là ban tổ chức đã cho Nguyễn Linh lại thêm một cái cơ hội để trở lại với thủ đô được. Và chúc tất cả quý vị cùng với gia đình như Việt Nam chúng ta là chúc được rất nhiều, nhưng mà Nguyễn Linh chỉ chúc câu này thôi. Chúc quý vị sức khỏe. Sức khỏe quý vị, sức khỏe là trên hết. Có sức khỏe thì quý vị làm cái gì cũng được hết. Mọi sự may mắn, những gì tốt đẹp. Cảm ơn quý vị rất nhiều và xin cảm ơn. Tiểu phẩm năm nay thì chúng tôi lại tiếp tục được tham gia diễn xuất cùng với cả những nghệ sĩ là những ngôi sao rất là lớn của làng hài kịch Việt Nam. Và đúng là chỉ có Xuân Phát Tài mới có nhiều ngôi sao thế này thôi. Và khi phải làm việc với ngôi sao thì vừa vui mà vừa lo, cũng là một cái áp lực rất là lớn. Mọi người thử tưởng tượng nếu mà một khán giả mà được gặp các anh chị ở ngoài đời thì đã sung sướng như thế nào. Đây là còn được làm việc chung nữa, thì cái cảm giác là nó hồi hộp từ khi tập đến khi ra cánh gà và đến khi kết thúc tiểu phẩm cũng vẫn hồi hộp. Tuy nhiên thì ở Xuân Phát Tài thì có một cái điều đặc biệt mà chúng đã biểu diễn rất là nhiều chương trình rồi không có được, đó là khán giả của Xuân Phát Tài thì cực kỳ đông và cực kỳ văn minh và cực kỳ là đáng yêu, ủng hộ các nghệ sĩ hết mình. Cái chương trình thì của Xuân Phát Tài thì nó cũng chất lượng. Thế cho nên là mỗi một năm đến cái mùa này là đến ngay như hôm nay thì là đã hết vé cái đi ban này rồi, còn sót một cái nào, đúng không? Thôi cứ nói như thế biết là cái chương trình như thế nào. Và đây là một cái chương trình cũng mong là có nhiều cái chương trình như Xuân Phát Tài, bởi vì là cứ đến hẹn lại lên thì người ta lại muốn cứ ngóng ngóng đến cái ngày đó là để có cái chương trình cuối năm là của Xuân Phát Tài. Và ngay sau đây chúng tôi sẽ phỏng vấn một vài cảm xúc của những vị khán giả vừa theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị hãy lắng nghe những chia sẻ của quý vị khán giả. Vâng ạ, xin chào các anh chị vừa thưởng thức chương trình Xuân Phát Tài lần 9. Xin hỏi cảm xúc của các anh chị về cái chương trình này như thế nào ạ? Đầu tiên thì phải nói là cái sân khấu, cái sự giàn dựng rất là công phu, rất là hoành tráng, cũng như là cái đem lại cho khán giả rất nhiều cái màu sắc khác nhau. Và nói chung là mình rất ấn tượng với chương trình Xuân Phát Tài chính lần này. Để lại rất nhiều cảm xúc mà cảm thấy là mỗi năm lại một ý nghĩa riêng, mà chương trình ca nhạc nào cũng cảm thấy rất là hay. Mình cũng thấy là chương trình cũng rất là hoành tráng công phu, và các ca sĩ hoặc là các nhóm hài mình xem cũng thấy rất là hài lòng. Diễn rất là ngẫu hứng và rất là hay, tự nhiên. Xuân Phát Tài lần thứ 9 rất là tuyệt vời. Cháu cảm thấy chương trình lần này rất là hay và ý nghĩa, đặc sắc và bất ngờ. Xuân Phát Tài 9 rất tuyệt vời, rất hay ạ. Còn chị? Dạ vâng, em cũng thấy rất là hay và tuyệt vời anh ạ. Mỗi một năm thì có một cái hay khác nhau và để lại cho mình ấn tượng rất là sâu sắc. Mình thấy là cái chương trình tổ chức rất là quy mô hoành tráng, sân khấu thì đẹp lung linh, rực rỡ sắc màu. Đặc biệt là cái sự có mặt của đông đảo khán giả tham gia thì cũng đã phần nào nói lên là cái chương trình mình tổ chức như thế nào rồi đấy. Chương trình hôm nay là một chương trình rất là ý nghĩa. Xuân năm mới là một chương trình rất là hay, mang đến một cái tinh thần rất là sảng khoái cho gia đình thôi. Mình thấy là chương trình tổ chức rất là chuyên nghiệp, và cái tác phong và sự phục vụ mình cũng thấy sự chuyên nghiệp ở đấy và hài lòng. Nói chung là năm nào đi xem cũng rất là hào hứng. Bạn có thường xuyên theo dõi chương trình Xuân Phát Tài không? Dạ, em đã tham gia chương trình Xuân Phát Tài được 3 lần rồi. Chị xem lần thứ 3 rồi. Hôm nay là lần đầu tiên đến xem chương trình Xuân Phát Tài. Các chương trình trước thì mình chỉ xem qua TV thôi. Mình cũng theo dõi đến bây giờ là cũng là 9 năm rồi đấy. Sang năm thì bạn có dự định đi xem
Xuân Phát Tài nữa không? Dạ có, sang năm em vẫn tham dự chương trình Xuân Phát Tài ạ. Chắc là có. Mình cũng đang rất hứa hẹn và đang rất chờ đón cái sự kiện Xuân Phát Tài 10. Nếu mà được thì rất là vinh dự và hy vọng rằng là năm tới là năm thứ 10 mình sẽ tiếp tục được tham gia cái chương trình Xuân Phát Tài 10. Xin cảm ơn chương trình. Vâng ạ, xin được thay mặt cho các quý vị khán giả xin được chúc cho hai nghệ sĩ có một mùa xuân mới thật bình an và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Yeah. Nhân dịp đầu xuân năm mới, chúng tôi xin chúc quý vị một năm mới thật mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng, đầy may mắn. Oh yeah. Yeah. Chúc mừng năm mới. Chúc mọi người có một năm mới bình an, hạnh phúc, tài lộc, nhiều may mắn và đặc biệt là thật nhiều tiếng cười. Và nhân dịp xuân mới thì chúc anh và gia đình sức khỏe dồi dào, bình an và hạnh phúc ạ. Cảm ơn anh chị. Chúc anh chị có một mùa xuân mới thật hạnh phúc. Xin được thay mặt cho Xuân Phát Tài, thay mặt cho Hoa Dương, thay mặt cho những người làm chương trình xin chúc anh và gia đình một năm mới hạnh phúc. Cảm ơn bạn, chúc bạn sức khỏe, sang năm lại gặp lại. Cảm ơn anh chị. Chúc anh chị một mùa xuân mới thật bình an và hạnh phúc ạ. Tất cả anh em là luôn mạnh khỏe ạ. Và một năm mới an khang thịnh vượng. Làm nhiều chương trình hay cho mọi người. Xin cảm ơn. Chúc chương trình luôn luôn là tạo ra được những nhiều cái sân khấu vui chơi bổ ích và chương trình sau thì hoành tráng và quy mô hơn nữa. Cảm ơn rất nhiều. Chúc mừng năm mới. Trái đất ôi sao buồn đây. Xuống phố bỗng thấy tóc thoáng sáng ai vừa qua. Cứ ngỡ bóng dáng mái tóc ngát thương người xưa. Ra mình say nên cơn bóng sáng xưa chờ về chiều đông người qua sao chỉ thấy trái đất chỉ riêng mình ta đông hôn chưa ngạt môi chân rơi máu nghe lòng nhớ bàn tay buông rơi máu